Xin chào các bạn đang đến với podcast Người Trong Muôn Nghề và mình là Nga Lê Vi. Như các bạn đã biết thì khái niệm công dân toàn cầu là một khái niệm không còn xa lạ gì với tất cả mọi người nữa. Thế nhưng tuy nhiên công dân toàn cầu còn là gì nữa ngoài câu chuyện là sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài cũng như là khả năng nói rất nhiều ngoại ngữ. Ngày hôm nay thì sau một thời gian khá là lâu Nga vắng bóng trên podcast Người Trong Muôn Nghề thì mình rất là vinh dự được mời đến đây hai vị khách mời của Người Trong Muôn Nghề. Đó là tiến sĩ Phí Thị Linh Giang và bạn Lê Trung Kiên để cùng nói chuyện về chủ đề công dân toàn cầu cũng như là làm thế nào để chúng ta có thể chuẩn bị cho một sự nghiệp toàn cầu được. Và chắc là bây giờ em sẽ nhường lời lại cho chị Giang cũng như là Kiên có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân và công việc của mọi người được không ạ? Thì mình là Giang và mình đã sống 15 năm ở nước ngoài. Tức là hầu như toàn bộ cái khoảng thời gian trưởng thành của mình thì trải qua ở khá là nhiều nước khác nhau. Thì có Singapore, Úc, Đan Mạch và gần đây thì có Mỹ và mình cũng có cả Canada nữa. Thì cái câu chuyện của mình thì chắc là từ từ qua cái buổi này thì mình sẽ trao đổi thêm. Và hiện giờ thì mình đang làm giảng viên ở Đại học VinUni. Xin chào các khán thính giả của Spiderum. Tại vì em cũng đã theo dõi kênh khá là lâu. Em nghe rất là nhiều podcast khi em đi tắm, đi ngủ, thậm chí đi trên xe bus, đi bộ về nhà. Thì đây cũng là lần đầu tiên mà em vinh dự được chia sẻ. Cũng là lần đầu tiên mà em được chia sẻ về một cái topic mà em nghĩ là từ trước đến nay thì em nghĩ là nó là giấc mơ của mình hơn là nó là một cái gì đấy mà mình sờ nắm hay là mình sở hữu được nó. Thì như cô Giang nói là cô mong muốn là quay về Việt Nam và hỗ trợ những bạn trẻ trên hành trình hội nhập, thì em nghĩ là em chính xác là những bạn trẻ trên hành trình hội nhập đấy mà cô Giang đang giúp đỡ. Thế còn bây giờ thì em muốn trong phần giới thiệu này thì chúng ta có thể có một cái thử thách nho nhỏ cho cả cô và trò, cho chị Giang cũng như là Kiên. Mọi người có thể nói giúp em hai từ mà mọi người suy nghĩ khi chúng ta nói đến cái khái niệm gọi là sự nghiệp toàn cầu, đúng không? Thì từ đầu tiên sẽ là vượt qua giới hạn. Thì mình sẽ nói thêm một chút về vượt qua giới hạn là như thế nào. Tức là các bạn có thể nghĩ giống như ngày xưa đi, thì riêng chuyện yêu đương hay là tìm bạn đời ấy, thì giới hạn của mình nó sẽ bị ràng buộc rất nhiều về địa lý. Nhiều khi mình ở trong làng, trong xã, xong rồi đến lúc mà mình ra được bên ngoài sang xã kế bên thôi là mình đã thấy đi lấy chồng rất xa rồi. Nhưng mà khi mà mình đã là công dân toàn cầu thì mình sẽ vượt qua được giới hạn. Đầu tiên là giới hạn về địa lý. Và bên cạnh đó có rất nhiều giới hạn nữa. Ví dụ như là giới hạn về công việc, về những thứ mình nghĩ mình có thể làm được trong cuộc đời này. Và ngoài ra có thể có những giới hạn khác, ví dụ như về cách làm việc của mình. Thì hiện giờ có khá là nhiều những cái gọi là dân du mục kỹ thuật số, digital nomad. Thì họ có thể sống ở bất kỳ đâu. Và họ làm khá là nhiều những cái công việc. Và họ không bị ràng buộc về vị trí địa lý cũng như là về cái thời gian làm việc của họ. Thì đó là từ đầu tiên là vượt qua giới hạn. Từ thứ hai đó là từ kết nối. Vì chúng ta sống trong một thế giới mà tất cả chúng ta đều kết nối với nhau theo một cách nào đó. Và khi mà mình là công dân toàn cầu và mình có một sự nghiệp toàn cầu thì mình hiểu rõ là những cái mà mình đạt được thì nó hoàn toàn là nó dựa vào sự kết nối với những người khác. Và những đóng góp của mình, những cái giá trị mình mang lại, nó cũng là những giá trị mình mang lại cho tất cả những người khác. Và nó không giới hạn bởi một đất nước và những cái ràng buộc khác về chuẩn mực, về vị trí địa lý nữa, mà tất cả mọi người đều kết nối với nhau. Vậy là chị Giang sẽ có hai cái keyword là vượt qua giới hạn và kết nối. Thế còn Kiên thì sao? Với em hai từ khi mà mình suy nghĩ đến sự nghiệp toàn cầu thì là gì? Trời ơi, em ước là mình được nói trước cô Giang. Tại vì là đúng là bởi vì cô Giang đã thực sự có sự nghiệp toàn cầu rồi. Khi cô nhìn lại thì cô nghĩ rất là thấu đáo về nó. Em là một người nhìn về phía trước. Cái sự nghiệp toàn cầu nó ở phía trước mặt em chứ không phải là cái thứ em đã trải qua. Nên em thấy là từ của em thì nó cũng giống như người ngoài nhìn vào thôi. Thứ nhất là em nghĩ là nó là từ mới. Em luôn có cảm giác nó rất là mới mẻ, rất là bí ẩn với em. Mặc dù là em có thời gian ở nước ngoài rồi, nhờ VinUni em đi ở Úc và em có đi làm ở Úc nữa. Nhưng mà đến bây giờ thì khi em nghĩ về những cái sự nghiệp toàn cầu, em tưởng tượng là những người làm việc ở văn phòng Singapore, văn phòng Google ở Singapore chẳng hạn. Em nghĩ về những người làm việc ở NASA, em nghĩ về những người họ làm những cái gì đấy rất là quan trọng, rất là mới, rất là bí ẩn, rất là nhiều tiền. Em nghĩ là nó là một cái sự nghiệp hoành tráng và em rất mong muốn là mình có cơ hội để khám phá cái sự mới mẻ đấy. Cái thứ hai thì em nghĩ là chưa vui được bao lâu thì nhìn lại cái khoảng thời gian em đi nước ngoài, em nghĩ là nó cũng thử thách. Không biết bao nhiêu lần em nghe vlogger nói trên YouTube là đi du học không màu hồng, đi nước ngoài thì thử thách. Nhưng mà đến khi mình thực sự đi mình mới biết là nó thử thách đến mức nào. Đúng là có những cái mình làm ở Việt Nam mình sẽ thấy nó thoải mái hơn, nó dễ chịu hơn. Nhưng mà khi mình ra nước ngoài những cái đấy biến mất thì mình mới biết được là hóa ra nó không dễ chịu thế. Mình phải hoàn toàn giao tiếp bằng tiếng Anh. Nhiều khi mình không thực sự biết là khách hàng của mình hoặc là đồng nghiệp của mình họ muốn cái gì, họ có những cái assumption khác của mình về mình. Mình không biết được là những cái hành vi của mình ấy, nó có phù hợp với văn hóa của họ không. Rồi em nghĩ là nó cũng rất nhiều thử thách. Em nghĩ là hai từ mà em sẽ chọn đấy là mới và thử thách. Ok, chúng ta đã có hai cái góc nhìn từ gọi là hai thế hệ về câu chuyện là cùng nhìn nhận về sự nghiệp toàn cầu. Thế thì em cũng muốn gọi là mình cùng khép lại cái phần giao lưu này để mình tiến tới một cái cuộc trò chuyện sâu hơn là phần 1 của chúng ta. Thì em cũng muốn trao đổi với mọi người bắt đầu tại cái câu hỏi tại sao, bởi vì mình sẽ luôn luôn quay lại cái gốc, đúng không? Mình sẽ luôn đặt câu hỏi là tại sao chúng ta cần một sự nghiệp toàn cầu, và cái lý do hay là có những cái ưu điểm gì mà một người tạm gọi là công dân toàn cầu đi, khi mà họ sinh sống này, học tập, làm việc ở nước ngoài, họ có thể gọi là có được những cái lợi thế so với một người mà sinh sống, học tập, làm việc ở trong nước. Đâu là những lợi thế và đâu là những bất lợi? Ok, vậy Kiên muốn trả lời trước không? Tại Kiên sợ là bây giờ cô trả lời lại hết ý. Không sao đâu. Okay. Vâng, em trả lời trước cũng được. Thì em nghĩ là tại sao cần sự nghiệp toàn cầu là một câu hỏi hay. Tại vì gần như là em thừa nhận là mình cần sự nghiệp toàn cầu mà không hỏi tại sao. Vì cái gì em nghĩ là đứng ở góc độ của một người trẻ lớn lên ở trong nước đi, cái gì ở bên ngoài mà chả tốt đẹp hơn nước mình, tốt đẹp hơn nhà mình, tốt đẹp hơn những công việc mình có thể có. Cái gì mình không có thì mình chả thích. Thì em nghĩ là lợi thế thì nó có nhiều. Em nghĩ là thực ra đối với em, cá nhân em, hoặc là một chút là những bạn bè của em đi, đấy là mọi người cần công việc mà nó phải nghìn đô cơ, nó phải tính bằng đô, nó đã là toàn cầu rồi. Công việc mà tính bằng, kể cả cứ cho là nó là 20 triệu đi, nghe có vẻ cũng không to bằng 1.000 đô ha. Thì em nghĩ là em thấy cái lợi thế lớn nhất đấy là tiền. Bởi vì đối với em thì mức lương của mình chính là cái chỉ số để đo đạc cái đóng góp của mình cho nền kinh tế. Đương nhiên nó không phải một cái chỉ số chính xác, mình có những việc mà người ta cũng đóng góp, người ta không được trả lương cao. Tuy nhiên thì em nghĩ là một cách gần đúng thì nó cũng đo đạc cái điều đấy. Em mong muốn nhìn thấy là mình đang đóng góp nhiều cho xã hội bằng cách là nhìn thấy mình được trả lương cao. Cái thứ hai thì em nghĩ là em thích đi du lịch nhiều nơi. Cái này em nghĩ là em nghĩ là một nạn nhân của việc lãng mạn hóa những cái tư tưởng đi du lịch thôi. Nhưng mà em nghĩ là em rất thích khám phá những vùng đất mới, muốn là Instagram của mình phải có cực kỳ nhiều nơi, muốn là mai sau có già đi cũng có chuyện để kể, có ảnh để xem lại. Nên em nghĩ là sự nghiệp toàn cầu nó không chỉ là sự nghiệp, nó còn là trải nghiệm, nó còn là cuộc sống ở một nơi khác. Khi mà đi Úc về thì cái cảm giác của em đấy là 6 tháng trôi qua và mình về Việt Nam và mình thấy là cảm giác như kiểu trước khi mình đi và sau khi mình về ấy, nó giống như kiểu hai đoạn ký ức mà nó nối tiếp nhau và nó chắp lại. Thế là cái phần ở giữa nó biến mất. Thì em mới cảm thấy là thực ra đến bây giờ em vẫn cảm thấy cái cuộc sống ở Úc nó giống như kiểu một cuộc sống khác mà nó vẫn đang tồn tại ở đó ấy. Em muốn biết là còn nhiều cuộc sống khác nó tồn tại ở ngoài kia như thế. Vũ trụ song song gần giống cái concept đấy, nhưng em biết là em muốn biết là có những cái cuộc sống mà họ được trả, giả sử em đi làm khách sạn có 2-3 ngày một tuần ở Úc thôi, em thấy là em được trả đủ tiền để em sống khá là đầy đủ ở Úc. Em biết những cái cuộc sống mà nó có phần dễ dàng hơn, có phần là đồng nghiệp họ sẽ đối xử với mình nice hơn, thì em thấy là mình có động lực để mình cố gắng hơn cho cái sự nghiệp trong tương lai của mình. Có thể là ở Việt Nam cũng được, nhưng mà toàn cầu thì em sẽ có nhiều động lực để phấn đấu hơn, vì đấy là cái thứ em chưa có, em chưa biết. Ví dụ như là cơ hội du lịch, rồi cơ hội có một cái mức offer, một mức lương tốt hơn, đúng không? Chính xác. Cái cuộc sống song song mà mình nghĩ là đúng. Thực ra là mình cũng muốn sống ở trong đấy. Yeah. Còn bất lợi. Em nghĩ là cái này chắc phải đi rồi nhỉ, thì mới thấy rất là nhiều bất lợi. Nhưng mà em thì hiện tại là em như em đã nói là nó cũng áp lực, nó cũng thử thách. Nó chia động từ 24/7 nó cũng không phải cái thứ quá là dễ dàng. kể cả có nói tiếng Anh nhiều thì cái việc mà ngay lập tức bắn ra một từ như kiểu là tự dưng có khách đến họ nói là họ cần trà hoa nhài, nhưng mà em không biết từ cái từ trà hoa nhài đấy trong tiếng Anh ấy, thế là em mãi mới em phải đi tra lại và ra cái từ đấy là trà hoa nhài để em mang họ đúng. Tức là có những từ nó pop up lên, mình phải luôn chuẩn bị cho cái sự không biết của mình luôn chuẩn bị cho những cái tai nạn mà nó xảy ra bất cứ lúc nào. Và cái việc sống trong nước nước đấy, trong cái môi trường việc làm, nó cũng không làm cho mình cảm thấy thư giãn được. Thì đấy là cái bất lợi mà em nghĩ là, nhưng mà thôi nó cũng là một thử thách. Em còn trẻ, em thấy bất lợi có khi cũng là cái cơ hội cho mình. Một góc nhìn rất là thú vị. Thế còn chị Giang thì sao ạ? Chị thì đương nhiên là có khá là nhiều trải nghiệm, cả hạnh phúc cả đau thương. Thì chắc là mình nói hạnh phúc trước đi. Thì cái khi mà mình vượt qua giới hạn ấy, thì nó sẽ cho mình rất là nhiều sự tự do. Thì quay lại cái câu chuyện, cái ẩn dụ ấy, ví dụ như là bây giờ em đi tìm một anh chàng để yêu, hay em đi tìm một người bạn đời mà em tìm ở một cái khu vực đó rất là nhỏ, giữa trong làng trong xã, thì đương nhiên em sẽ phải chấp nhận với tất cả những cái gì mà nó có ở đó thôi. Nhưng mà nếu như em mở rộng cái không gian ra, và cái không gian này của em là toàn thế giới, thì đương nhiên là sẽ có rất là nhiều người tương xứng và phù hợp với em, và em sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Thì cũng như Kiên nói cái câu chuyện, ok, tôi hoàn toàn có thể được trả lương xứng đáng với công sức của mình và cao hơn rất nhiều ở những chỗ khác, thì tại vì sao tôi lại phải chấp nhận một cái mức lương thấp ở cái vị trí hiện tại tôi đang có chỉ vì vị trí địa lý. Thì cái đấy là nó do mình sự tự do. Và sự tự do đó nó không chỉ là đến từ cái việc là ok, mức lương cao hơn hay là được đi nhiều nơi, mà nó cho mình cái sự tự do về cách sống, về cách suy nghĩ. Tại vì mình trải nghiệm quá là nhiều thứ, cho nên mình không bị gò bó trong cái khuôn mẫu của xã hội. Và vì thế mà khi mà người khác nói chuyện với mình ấy, thì họ cảm thấy là mình có những cái tư duy nó rất là khác biệt, những cái cách nhìn và cách sống nó cũng là khác biệt. Và cái cách sống này là tự mình chọn cho mình, mà không bị bất kỳ một cái xã hội nào áp đặt cả. Thì nó cho mình cái sự tự do tuyệt đối để mà xây dựng và quyết định cuộc đời mình. Còn những cái đau thương thì đương nhiên là khi mà mình đi ra thế giới, và đặc biệt là mình đi một mình, tức là trước giờ mình luôn luôn đi một mình, sẽ có rất là nhiều trường hợp mà mình phải tự giải quyết lấy. Như là ngay cả khi mà mình đau ốm này, hay là khi là mình mất hết tiền bạc này, kiểu như mình đi mình bị mất cắp này. Chị đã bao giờ bị mất cắp hay là các thứ trong quá trình mà chị ra nước ngoài chưa? Đương nhiên, cái này là tại vì cái này là hiển nhiên thôi. Tại vì ví dụ như em đi quá nhiều chẳng hạn, thì sẽ có lúc em sẽ bị lạc hành lý, sẽ có lúc em sẽ bị mất cắp. Thì mình phải luôn luôn chuẩn bị cho những tình huống này. Và khi mà mình đi ra ngoài một mình ấy, thì luôn luôn là đầu mình sẽ nảy số rất nhanh. Ngay cả khi chị đi, tức là lần mà chị bị mất ví đầu tiên là ở Warsaw, tức là thủ đô của Ba Lan. Thì khi mà mất ví rồi thì phải đến nửa tiếng sau mình mới phát hiện ra. Tại vì người ta thực sự là người ta quá nhanh và quá nguy hiểm. Thì khi đấy thì trời đang rất là tuyết, rất là lạnh. Thì sau khi mà đi một cái tour xong thì mình mới lấy ví ra, mình định tiếp cho tour guide, thì mình thấy là mất ví. Nhưng mà không sao hết, tại vì công dân toàn cầu mà, mình luôn luôn có sự chuẩn bị. Thì trong ví thực ra chỉ có 20 euro thôi và không có gì. Thì may là trong lúc đấy thì mình đã mua một cái vé xe buýt, thì mình có thể sử dụng hết ngày hôm đấy. Thì mình bình tĩnh, mình lên xe buýt, mình quay về, mình gọi điện cho ngân hàng khóa thẻ. Và mình quay lại khách sạn thì mình đã có một cái thẻ khác đang chờ sẵn ở khách sạn rồi. Và mình lại rút tiền, mình lại tiếp tục đi tiếp. Thì đấy là cái kỹ năng để mà sau khi trải qua rất nhiều đau thương thì mình luôn luôn có sự chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Rất là tuyệt vời. Em nghĩ đấy là một cái learning mà thực ra cái keyword mà chị Giang nói về sự tự do ấy, em nghĩ nó rất là chuẩn. Nó không phải là để cho mình được đi nhiều thì mình hào nhoáng hơn người khác, hay là mình có, tất nhiên mình cũng thích có ảnh đẹp, nhưng đấy không phải là mục tiêu tối thượng, mà thực ra đấy là sự mở rộng hơn về thế giới quan và những quan điểm sống, và mình có thể chấp nhận được những cái thứ mà rõ ràng là ở trong giới hạn của Việt Nam hay trong những cái truyền thống và những cái khuôn khổ của Việt Nam mọi người sẽ không chấp nhận, nhưng mình có đủ sự bao dung hoặc là mình có đủ tầm nhìn để mình chấp nhận được những cái viễn cảnh khác. Thế còn những cái mà chị Giang nghĩ là còn cái gì liên quan đến câu chuyện mà nhược điểm không? Một cái nhược điểm lớn thứ hai đó là mình mất rất là nhiều kết nối. Tức là đầu tiên mình nói sự nghiệp toàn cầu là về kết nối, đúng không? Nhưng mà khi mà mình ở một vùng nào đấy, cho dù mình ở 1 năm, 2 năm, hoặc là như Úc thì mình đã ở 10 năm, mình có những cái kết nối nó rất là sâu, những cái network nó rất là rộng. Nhưng mà khi mà mình rời đi thì tự động là mình lại mất tất cả những cái đó. Đương nhiên là mình có những người bạn mà mình rất là yêu mến, và bất kỳ khi nào mình cũng có thể nhờ vả họ này, hoặc là mình cũng vẫn có thể gặp lại và vẫn như ngày đầu. Nhưng mà khi mà mình ở quá xa, mình sang những nơi khác, và khi mà mình sang một đất nước khác thì mình lại phải toàn tâm toàn ý để mà mình học những cái gì ở cái đất nước đấy, và mình lại phải xây dựng những cái hệ thống, những cái kết nối mới. Thì những cái kết nối cũ dần dần nó cũng sẽ phai nhạt đi, và cái câu chuyện này nó lặp đi lặp lại trong rất là nhiều năm. Cho nên đôi lúc là mình cũng cảm thấy khá là cô đơn, đặc biệt là khi mà mình vừa mới đi từ một đất nước này sang một đất nước khác. Hoặc là mình, như mình thì mình khá là hơi quá giới hạn một tí, tức là mình đi từ lục địa này sang lục địa khác luôn, thì cái gọi là learning curve, tức là cái sự mà mình học hỏi thì nó luôn luôn nó rất là sâu, nó rất là khó, và mình hầu như là đi qua mình phải xây dựng lại từ đầu. Thì đó là cái sự mà mình cảm thấy là luôn luôn rất là tiếc nuối khi mà mình mất đi những cái kết nối cũ. Em nghĩ đấy là cũng là một cái insight rất là thú vị, mà chắc có lẽ là một người nhiều trải nghiệm như chị Giang thì gọi là mới có đủ chiều sâu để mà nhận ra được. Kiên đang muốn nói thêm gì không? Chắc là em xin gọi là active learning giống ở trên trường, cô bổ sung một chút để cho cái chủ đề mà giáo viên bring up nó đa dạng hơn. Thì em nghĩ là cái point mà cô đưa ra về việc tăng cái sample size, tăng cái từ làng đấy cô, mà bây giờ thay vì xem các anh trong làng cái mẫu, đúng với cái mẫu các anh ở trong làng, bây giờ các anh rộng hơn thì mình sẽ có nhiều cơ hội để mình chọn được một cái anh phù hợp hơn với mình. Thì em nghĩ là cái này cũng là một cái bài học rất xương máu với em. Thì em bắt đầu với VinUni vào chương trình quản trị khách sạn của nhà trường, nhưng sau đấy đến hết năm 2 thì em chuyển qua chương trình quản trị kinh doanh. Cái này thì bởi vì em học chương trình quản trị khách sạn, và ban đầu em định chọn chuyên ngành hẹp của em là quản trị doanh thu. Thì cái chuyên môn chính của một người làm quản trị doanh thu thì sẽ là đặt giá phòng, hoặc là đặt giá máy bay, hoặc là đặt giá bất cứ một cái sản phẩm dịch vụ nào đấy, mà cái sản phẩm đấy không thể stock đến ngày mai được. Kiểu hôm nay không bán cái phòng đấy thì ngày mai cũng phải bán cái phòng khác, chứ không thể bán được cái phòng ngày hôm qua nữa. Tức là em phải liên tục đặt giá, liên tục bán cái giá đấy cao nhất có thể, nhưng mà vẫn phải bán được nhiều nhất có thể. Về cơ bản là như vậy. Nhưng mà sau khi mà em đi tìm xem là cơ hội việc làm trong cái chuyên môn đấy nó có nhiều không, thì đa số là sẽ là những công việc vận hành hơn, làm ở một cái khách sạn này, vận hành quầy bar, vận hành nhà hàng, vận hành này, vận hành kia. Em thì em không thích. Và em có nói chuyện với một thầy ở Cornell, tại vì Cornell là một bên mà họ đồng thiết kế cái chương trình của trường em. Em hỏi là tại sao ông lại thiết kế cái chương trình đấy? Ông định để cho chúng tôi là học thế xong rồi chúng tôi làm cái gì ở đây? Thì thầy bảo là thì nó cũng là những cái, phải thừa nhận là nó là những cái nó rất là painful của những sinh viên khóa đầu. Đấy là chúng tôi cũng cần phải thử nghiệm từ từ. Nhưng mà đồng thời thì có một cái đấy là em học được bài học là nhiều khi cái nền kinh tế ấy, nó cần phải trưởng thành hơn thì mới có những cái công việc mà có thể nó sẽ fit với các cái bộ kỹ năng hoặc là cái nguyện vọng của mình. Thế nên khi mà thay vì nhìn công việc ở trong Việt Nam thôi, có thể là bạn sẽ nghĩ là mình chả có ích lắm ở trong cái nền kinh tế này. Nhưng nếu mà bạn nhìn nền kinh tế là toàn cầu cơ, thì có thể là cái tài năng, nguyện vọng của bạn sẽ có ích ở một nền kinh tế khác. Nơi đấy người ta sẽ trả lương cho bạn cao hơn và trọng dụng bạn hơn, và có thể bạn sẽ sống phù hợp hơn ở đấy. Thì em nghĩ là cái cuộc đối thoại của em với thầy cũng như là một cái quyết định mà nó khá là ảnh hưởng life changing của em, đấy là chuyển ngành. Thì nó cũng là cái bài học về chọn mẫu của mình nó đang cần phải to hơn thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn nếu mà mình nhìn cái mẫu to. Nhân nói chuyện đến điểm này thì em cũng có một cái kinh nghiệm là bọn em làm bộ sách hướng nghiệp Người Trong Muôn Nghề của Spiderum. Thì trong đấy khi mà làm đến ngành nhân văn ấy, thì sẽ có một cái câu chuyện là ví dụ như ở Việt Nam thì cái cơ hội để có một gọi là một công việc mà mình cảm thấy là cái thu nhập nó đủ tốt để mình có thể vừa sống vừa nghiên cứu với cái lĩnh vực đấy, ví dụ như lĩnh vực nhân văn chẳng hạn, thì em nghĩ là cái sample, cái mẫu nó rất là hẹp, gọi là nhận thức của xã hội về vai trò vị trí của cái ngành đấy nó chưa cao, và những cái vị trí công việc được trả lương hay là có những đãi ngộ tốt tương xứng cho cái ngành nghề đấy nó cũng không nhiều. Nhưng nếu bây giờ mình nhìn rộng ra thì rõ ràng là cái cơ hội của mình nó sẽ tăng lên. Thì với ngành nhân văn hoặc nhiều ngành khác mà bọn em đã gọi là có cơ hội tiếp xúc thì em thấy là đúng là câu chuyện đấy rất là chuẩn. Đó, thế thì mình hãy cùng đào sâu thêm một chút về cái khái niệm gọi là sự nghiệp toàn cầu đi. Em muốn quay lại với chị Giang. Chị đã gọi là chị ở Sing, Úc, Mỹ, Đan Mạch, Canada và vân vân, gọi là 5 quốc gia 4 châu lục đúng không ạ? Theo em hiểu về chị, chị đã xây dựng cái câu chuyện về cái hành trình sự nghiệp toàn cầu của mình như thế nào, bằng cách nào, nó đã nối tiếp nhau, nó dẫn dắt thành một hành trình ra sao, và Tại sao đến cuối cùng sau khi mà chị trải qua rất là nhiều quãng thời gian mình đi, mình học, mình làm như thế, mình lại quay trở lại Việt Nam? Bây giờ mình bắt đầu trước là câu chuyện vì sao mình muốn đi ra thế giới đi. Thì lúc nãy hai bạn có nói là hai bạn học tiếng Anh khá là trễ đúng không? Nhưng mà thực ra thì ngày xưa lúc mà mình bắt đầu học ấy, đặc biệt là mình ở Đà Nẵng nữa, thì cái môi trường học tiếng Anh nó hầu như là còn yếu hơn là ở Hà Nội hay là ở Sài Gòn chẳng hạn. Tức là mình cũng không hề học chuyên Anh gì cả, thì mình cũng bắt đầu lớp 10 thì mình sẽ học những cái cơ bản, ví dụ như bằng A tiếng Anh xong rồi lại sang bằng B tiếng Anh, là mình thấy là ok mình cũng học khá nhiều rồi. Nhưng mà khi mà mình vào Sài Gòn thì lúc đấy mình vào Sài Gòn mình học năm đầu tiên, tức là mình chưa hề có ý định đi ra nước ngoài, mình học một đại học trong nước. Thì trong học kỳ đầu tiên và năm đầu tiên thì mình được tiếp cận với lại một giáo viên dạy IELTS là người bản xứ lần đầu tiên trong đời. Và giáo viên này thì thực sự là bây giờ mình vẫn rất là biết ơn, tại vì thầy đã cho mình khá là nhiều kiến thức về cách tư duy. Tức là khi thầy dạy IELTS ấy, thì thầy không phải là ok bây giờ em học tiếng Anh hay là em luyện thi đi, mà thầy sẽ là các em có biết về tư duy phản biện không? Và thầy là người đầu tiên dạy cho mình tư duy phản biện thông qua cái lớp học IELTS đó. Thì khi mà mình biết được cái tư duy phản biện đấy thì lần đầu tiên trong đời mình giống như có một bóng đèn nó bật sáng vậy, và mình thấy được rất nhiều thứ xung quanh mà trước đó mình chưa hề được học qua. Đó là cái đầu tiên mà cho mình cái hướng đi là mình thầy là người Úc, và đó là lý do mà nên mình đã đi Úc và ở Úc 10 năm. Thì ngay trong lúc đó nữa thì có một cuốn sách cũng khá là nổi thời bây giờ, đó là cuốn Chiếc Lexus Và K.O.L. Thì nó nói về một thế giới phẳng và một cái thế giới mà mình chưa từng được sống trước đó. Tại vì bây giờ tất cả mọi thứ kết nối với nhau và không còn giới hạn về địa lý nữa, thông tin thì được truyền đi ngay lập tức. Cái Chiếc Lexus Và K.O.L. thì đây là câu chuyện của cả cuộc đời mình và có thể là khá nhiều những bạn khác. Tức là ok bây giờ bạn muốn đi ra thế giới, bạn muốn vận hành, bạn muốn đổi mới sáng tạo, nhưng mà đồng thời cũng sẽ có K.O.L. tức là những cái giá trị truyền thống, cái gọi là những cái mà quan điểm, những cái mà mình muốn gìn giữ hay là gọi là quê hương đất nước của mình, thì nó xuyên suốt cái hành trình của mình. Thì ngay trong lúc đấy thì mình đọc được cái đấy và mình được cái sự trợ giúp của thầy giáo, thì mình cảm thấy là mình thực sự muốn đi ra thế giới. Và mình đã sang Singapore đầu tiên một năm, và sau đấy thì mình chuyển tiếp sang Úc học tiếp lên đại học, và sau đấy là lên thẳng hành trình lên tiến sĩ ở Úc. Đó là Chiếc Lexus. Và bây giờ là câu chuyện K.O.L. Thì câu chuyện K.O.L. đó là cho dù đi ra thế giới nhưng mà mình vẫn luôn luôn theo sát rất là nhiều thứ ở Việt Nam. Tại vì thực ra là bố mẹ mình thì vẫn ở Việt Nam và mình vẫn thường xuyên về. Đặc biệt là Úc thì nó cũng không quá xa, thì hầu như là hè nào mình cũng về. Thì khi mà mình tốt nghiệp xong đại học và mình là top 3 của trường, mình nhận được một cái huy chương của trường, thì mình có thể là lên thẳng tiến sĩ và mình vượt qua luôn, mình không cần phải học bằng thạc sĩ. Nhưng mà mình từ chối cái cơ hội đó, tại vì lúc đấy mình cảm thấy là mình thực sự muốn quay trở lại và muốn học hỏi thêm ở Việt Nam. Tức là cái K.O.L. nó vẫn rất là quan trọng đối với mình. Thì mình quay lại và đó là lý do mà mình đã thử rất là nhiều thứ. Mình đi từ làm NGO này, mình đi từ giáo viên tiếng Anh IELTS này, xong rồi mình lại làm. Lúc đấy mình cũng được đại học FPT mời nhưng mà không có duyên, cho nên làm sau lúc đấy mình lại đi làm trợ lý cho tổng của General Manager của Intercontinental Resort. Thì mình cũng đã thử sức khá là nhiều. Và vì sao mà mình được phép có cái sự tự do đó? Đơn giản là vì lúc ở Úc thì trong 3 tháng cuối mình làm Research Assistant, thì trợ lý nghiên cứu cho một cái nhóm ở đó, và mình được trả 15.000 đô trong vòng 3 tháng. Thì khi mà mình mang cái số tiền đó Việt Nam thì tự nhiên nó lại là một số tiền lớn, và nó cho mình cái sự tự do trong vòng một năm sau đó để mình có thể làm bất kỳ thứ gì mình muốn. Thì đó là một cái câu chuyện nó khá là dài về việc đi ra thế giới và quay trở lại. Và sau đấy thì mình lại tiếp tục đi ra thế giới, và bây giờ mình lại tiếp tục quay trở lại. Thì nó vẫn luôn luôn là câu chuyện về Chiếc Lexus Và K.O.L. Thế là bây giờ ở cái thời điểm này trong cuộc đời thì cái K.O.L. của chị nó đang mạnh mẽ hơn đúng không? Nó đang thúc giục mình phải ở lại Việt Nam lâu hơn đúng không? Thực ra thì tại vì mình sống thì mình không có nhiều kế hoạch như mọi người đâu. Mọi người thì có thể ok bây giờ kế hoạch 5 năm như thế nào, rồi 10 năm như thế nào. Mình đã sống qua rất là nhiều nơi, rất là nhiều môi trường ấy, thì cái việc của mình thì mình vẫn là lúc mà mình quay lại thì là trong Covid. Và lúc đấy cũng là vì bố mẹ mà mình quay lại. Tự nhiên cũng thông qua network thôi thì Mình có một bạn ngày xưa học tiến sĩ ở Úc thì mời mình về làm ở VinUni, và mình cũng không nghĩ là mình sẽ ở lại đến bây giờ là gần 3 năm. Nhưng mà vì mình không có kế hoạch cho nên là mình cảm thấy là đây thực sự là một cơ hội đáng quý và một cái môi trường để mà mình có thể mình đóng góp được nhiều hơn cho các bạn trẻ Việt Nam, và có thể là sẽ giúp các bạn có được những cái hành trình giống như mình trong tương lai. Rất là wow, em nghĩ là đến đoạn cuối khi chị tiết lộ là thực ra đây là không có kế hoạch gì đâu. Nó là một cái thực sự thú vị, và thực ra em nghĩ đấy cũng là một khía cạnh nào đấy của sự tự do ấy. Tức là mình cho mình, gọi là mình đã có một cái tấm lưới an toàn để mình có thể thỏa sức mình thử nghiệm những thứ mới, và nó thậm chí còn chưa có trong cái plan trước đây. Thì có thể phải chăng đấy là cũng là một cái ưu điểm của câu chuyện là mình có tự do và mình có khả năng như gọi là act như một cái công dân toàn cầu. Thế thì quay lại với cả Kiên thì câu chuyện của em khi mà em vào VinUni thì chị nghĩ là trước đấy có lẽ là em cũng có những cái option trường đại học khác đúng không? Bởi vì thực ra ví dụ như em thì chị nghĩ là em cũng là một học sinh gọi là mình không dám nói xuất sắc, nhưng mình cũng nói là ở một cái level nhất định thì em cũng có những option khác. Thế thì tại sao là VinUni? Và với cái môi trường ở VinUni theo chị hiểu là giả sử như trước đây chị học một cái trường đại học công chẳng hạn, thế thì nó sẽ rất là khác. Chị biết là nó rất là khác với cả các trường truyền thống. Thì cái sự khác biệt đấy thì nó đã giúp em gọi là định hình hay là tìm ra cái con người em ở thời điểm hiện tại như thế nào. Và có bao giờ em bị hoang mang không? Bởi vì khi mà chị làm cái bộ sách Người Trong Muôn Nghề chẳng hạn thì chị gặp rất là nhiều những cái câu hỏi hoang mang. Em gặp rất nhiều những câu chuyện hoang mang từ các bạn, và các bạn không biết phải bắt đầu từ đâu ấy. Chứ đừng nói là biết rồi xong rồi chọn như thế nào mà còn không biết phải bắt đầu từ đâu. Thì câu chuyện của Kiên ở bên UNI nó như thế nào? Sorry em vì chị hỏi hơi nhiều. Không sao, em đã có vũ khí của mình ở đây để take note hết. 3 câu hỏi. Tại vì thực ra 2 câu hỏi lớn. Thứ nhất là tại sao VinUni, và thứ hai là hoang mang thì em có hoang mang không? Tại sao VinUni thì em tách ra làm 2 câu, bởi vì chị hỏi hai cái lý do ở hai khoảng thời điểm của em. Thứ nhất là tại sao năm lớp 12 lại chọn VinUni? Lúc bấy giờ em chả có nhiều thông tin về VinUni như bây giờ để mà nói rằng là những cái thứ em biết thời điểm đấy nó sẽ làm nên em ở thời điểm này. Mà khi mà chị nói là nhìn lại thì VinUni đã giúp gì em ấy, thì bây giờ em nhìn lại thì nó là một bức tranh khác hơn là hồi đấy em nhìn đi. Thì em trả lời cái đầu tiên trước. Thì thật ra là em học ở một trường công gần nhà, trường trung bình thôi, nó còn chả phải là trường top đầu ở Hà Nội. Em học trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn Đồng Đa ngay gần đây, cũng là trường ok mà anh. Hồi đấy em học ở trường mà trường em còn không có một cái vệ sinh tử tế để mà em có thể đi vệ sinh. Thế là em luôn đánh giá trường học là nơi mình có thể đi vệ sinh hay không. Chị rất thấu hiểu chuyện đấy. Em 12 năm đi học rất là ít khi em có thể được đi vệ sinh ở trường, trong sự thứ nhất là trong sự thư giãn. Tại vì nếu mà nó không thư giãn thì cũng là phải em phải đi trốn vào nhà vệ sinh của giáo viên để đi, mà nó cũng không thư giãn vì nhỡ đâu có thầy cô bước vào thì nó cũng không có được hay. Thì đợt đấy em mong em học cũng khá là giỏi. Lý do em học giỏi ở cấp 3 thì thật ra nó không phải là em cũng không có kế hoạch là học giỏi cấp 3 để mà đỗ đại học hay đỗ VinUni đâu, vì đâu có biết VinUni mà em đâu có định đi du học. Em học giỏi chỉ đơn giản là vì em thấy, thứ nhất là em thấy các thầy cô rất là cố gắng để dạy, thì tại sao mình không cố gắng để học. Mình bây giờ cũng đâu có việc gì quan trọng đâu, mình cũng đã nhận ra ước mơ đam mê gì của mình đâu, mình cứ làm cái thứ mà mình suppose là nên làm. Và GPA em cao nhất lớp, và em thích cái cảm giác là điểm mình cao nhất lớp, tập đến mức mà nếu mà có một bạn trong lớp điểm văn cao em chẳng hạn, em sẽ lò dò hỏi bạn là này cho tớ mượn bài văn của cậu tớ đọc được không, để xem là rốt cuộc là cái thứ gì đã khiến bạn điểm cao hơn mình thì em học. Và dần dần cứ như thế thì em điểm cao nhất lớp. Lý do cũng chỉ vì là hồi em đi thi cấp 3 lại là một cái không kế hoạch nữa, đấy là hồi em đi thi cấp 3 thì em là học sinh chuyên khoa học tự nhiên, em học mà tổ kiểu lý hóa sinh. Khi em học cấp 2 để em đi thi kiểu quận cho cái phân ban đó, nhưng mà lên cấp 3 thì em lại chọn khối D, vì là cái hồi mà em đi thi cấp 3 em đã mong muốn là mình sẽ được điểm văn cao hơn. Điểm văn em không cao như em mong muốn, thế là em ngã ở đâu đứng lên ở đấy. Em quyết định là em giao khối D. Mình không giỏi tiếng Anh thì mình phải học bây giờ thôi, mình không giỏi văn nên là mình điểm thấp thì phải học trả thù chứ. Bây giờ còn mỗi một cấp thôi, bây giờ mình không làm lại thì mai sau hẳn là mình sẽ hối hận. Còn mỗi chuyện học mà còn không học được thì mai sau mình có đủ tự tin để làm cái điều gì nữa. Thế là em sau cùng em rất là giỏi văn em được 10 phải hóa, tại vì em gần như em học hết chương trình cấp 3 hồi cấp 2 rồi. Còn văn thì em cũng giỏi dần lên. Những bài 7 điểm đầu tiên, xong mượn bài bạn đọc, xong lên hỏi cô tại sao cô chấm bạn 8 điểm, chấm cho con có 7 điểm. Justify đi. Thì cô cũng... Đấy là tố chất đúng không? Em nghĩ là cái đấy em cũng có kể trong buổi phỏng vấn với Vin, và em nghĩ là các thầy cô cũng thích cái điều đấy ở em. Thế nên em cũng đỗ vào học bổng. Thế xong rồi dần thì em có nhiều lựa chọn đương nhiên rồi. Hồi đấy em có thể vào, em nghĩ là nếu mà em không học VinUni thì em sẽ học Kinh tế Quốc dân phần nhiều vì nó gần nhà, hoặc là học Ngoại thương. Cũng tại vì mọi người có thể thấy là trường đấy nó sẽ lương nghìn đô hơn thời điểm đó. Nhưng mà dần thì em chọn VinUni. Vì thứ nhất là em nghĩ là nó cũng khá dễ dàng, bởi vì giấc mơ du học thì nó cũng đã luôn ở trong em rồi, mà nó chỉ không được đáp ứng vì là tình huống hoàn cảnh của gia đình, và cũng như là bố mẹ em thì cũng không muốn em đi nước ngoài. Thế nên là VinUni là một cái lựa chọn thay thế mà nó rất là hoàn hảo ở thời điểm đấy, nên là em cũng không nghĩ nhiều nữa, đỗ VinUni và đủ tiền là học. Từ lúc em bấm đơn submit đi em đã nghĩ đầu 90% học bổng là học trường này, dưới 90% là không học. Em biết chắc chắn là như thế và em được 90 thì em học thôi, em cũng không phải nghĩ gì nhiều. Nhưng mà khi mà bắt đầu một cách nó cũng chạng vạng như vậy, dần thì em nghĩ là không có quyết định nào mà tuyệt vời bằng quyết định này cả. Vì em nghĩ là nếu mà hồi đấy em lựa chọn những lựa chọn khác thì có thể là em đã hối hận rồi. Vì hồi đấy em cũng có nghi ngờ nhiều lắm. Biết đâu hôm nay đi học ngày mai bán trường, biết đâu là trường mở ra xong rồi không có tốt như là họ hứa hẹn. Đương nhiên là sinh viên khóa đầu sẽ có rất là nhiều rủi ro. Nhưng mà em nghĩ là cảm giác như kiểu mình đã cược và mình đã thắng cược. Thế nên là đến thời điểm này thì em thấy không hối hận về quyết định đó. Và nhìn ngược lại thì học và thay đổi thì rất là nhiều. Nhưng em nghĩ là có những thứ mà nó đã từng là giấc mơ của em thì bây giờ nó đã trở thành những thứ hàng ngày bình thường. Ví dụ nhá, em nghĩ là thực ra nếu mà ngày xưa mà em xem vlog mà em nhìn thấy cô Giang chẳng hạn, em nghĩ là trời ơi chắc không biết cả đời mình có được gặp những người mà họ đi làm ở những nơi to như thế, họ nói tiếng Anh rồi họ có cơ hội tốt như thế hay không. Bây giờ em gặp giáo sư hàng ngày, giáo sư Cornell, Harvard, Stanford đó, cảm thấy rất là gọi là gì, xong rồi bạn bè với mình đúng không? Mỗi lần mở Outlook trường lên lại thấy hiệu trưởng UTS, hiệu trưởng NUS qua thăm. Các bạn có muốn đến tham dự không? Nhiều khi thôi có khi giấc ngủ của mình cũng quan trọng hơn. Nên em nghĩ là đến một thời điểm thì những cái giấc mơ của mình nó trở nên là những thứ hàng ngày bình thường với mình. Thì đây sẽ là cái thứ mà em nghĩ là nó thay đổi em lớn nhất. Nó không phải là để em tự mãn hay gì, mà em nghĩ là nó để cho em được mơ những giấc mơ to hơn nữa. Thì em nghĩ là VinUni thổi to cái giấc mơ của em lên. Đấy là cái thay đổi lớn nhất. Còn hoang mang thì em nghĩ là hoang mang thì cũng có, nhưng mà nói nhiều không thì không nhiều. Như chị nói là mọi người mất định hướng ấy, nên là mọi người mới hoang mang. Nhưng mà em nghĩ là việc không có định hướng nó, như cô Giang nói là không có kế hoạch, nó cũng không phải cái chuyện gì quá đau đầu. Nhất là cái thời điểm mà mọi thứ nó thay đổi nhanh và mình thì gần như không có kiểm soát. Cái việc mà mình luôn nghĩ là mình phải kiểm soát được mọi thứ phải ổn định, mọi thứ phải bình ổn, mọi thứ phải đúng như kế hoạch, nó không còn là cái thứ mà em nghĩ là nên tư duy như vậy nữa ấy. Em nghĩ là bọn em ở trường thì được, bọn em hay nói là gì, embrace uncertainty, kiểu quen với những cái sự bất ổn, những cái sự vô định để mà mình có thể lèo lái nó. Với một ngày đấy bạn mình rủ mình về Việt Nam dạy học, những cái cũng về. Thì em nghĩ là có những cái cơ hội mình sẽ, nó sẽ tốt hơn, nó sẽ pop up. Như kiểu nếu mà theo kế hoạch thì em sẽ học Kinh tế Quốc dân đấy. Nhưng mà em nghĩ là vì là em đã không có một kế hoạch, chắc chắn là em sẽ làm theo kế hoạch, mà em nghĩ là em sẽ chắc chắn lựa chọn những cái mà nó tốt nhất cho mình ở từng cái thời điểm. Thì em nghĩ là kể cả mất định hướng cũng được thôi. Mất định hướng chứng tỏ là các bạn có nhiều hơn một lựa chọn mà. Các bạn cứ từ từ chọn cái mà các bạn thấy vui nhất. Em có được lời khuyên từ cô cựu viện trưởng của trường em, mà em nghĩ đến bây giờ nó vẫn thực sự rất là có ý nghĩa. Đấy là hãy làm cái thứ mà ở thời điểm đó mày thấy vui nhất. Bởi vì khi mày thấy vui và hạnh phúc nhất thì mày sẽ làm nó nhiều nhất. Làm nó nhiều nhất thì mày có khả năng để trở nên giỏi nhất. Giỏi nhất thì mày sẽ mở ra nhiều cơ hội tốt hơn cho mày. Thay vì cứ cân nhắc được lợi những cái thứ khác, thì suy cho cùng là cái thứ mà nó giúp mày phát triển phải là cái sự hạnh phúc của mày cô. Thì em thấy là cái đấy cũng là một cái rất là đúng. Cái gì quyết định nào mà nó làm em hạnh phúc, mất phương hướng cũng được, từ từ rồi kiểu gì cũng sẽ có phương hướng. Nên mất phương hướng cũng không nên hoang mang. Xứng đáng một tràng vỗ tay cho cho câu trả lời này, rất là tuyệt vời. Em muốn quay lại với câu chuyện của chị Giang về cái hành trình gọi là gì, làm công dân toàn cầu hay có một sự nghiệp toàn cầu. Thì trong suốt hành trình đấy chị đã có rất nhiều vai trò khác nhau, liệt kê một xíu ra đây thì có thể kể đến là nhà nghiên cứu này, giảng viên này, là một tác giả sách đúng không ạ? Em biết là chị cũng xuất bản sách và cũng viết khá là nhiều, và trong những cái bài viết của chị thì em thấy là chị là một người rất là mê, rất là đam mê việc viết lách. Đấy, rồi còn những cái công việc khác nữa, rất nhiều công việc về tư vấn. Thế thì tất cả những trải nghiệm đa dạng với những cái mũ khác nhau như thế, nó đã cho chị những cái kiến thức hay kinh nghiệm hay là trải nghiệm như thế nào để ngày hôm nay khi mà chị đang là một người, là một người thầy hay là một người mentor cho các bạn sinh viên ở VinUni, thì chị truyền đạt lại những thứ đấy cho các bạn như thế nào? Bây giờ mình nói đến những cái mũ khác nhau đúng không? Thì cái này thì chị mới nói là chị thường là không truyền dạy kiến thức. Tại vì bây giờ hỏi bất kỳ bạn sinh viên nào đi, bây giờ bảo là ok em vừa thi xong em có nhớ gì không? Chưa chắc em đã nhớ. Và một năm sau hay là 10 năm sau mà hỏi là giáo viên ngày xưa dạy em cái gì thì chắc là 99,99% là không nhớ gì, đúng không? Ok, thì tại vì mình cũng hiểu những cái đó cho nên là mình vẫn truyền dạy kiến thức, nhưng mà mình tập trung vào tư duy nhiều hơn. Thì bây giờ cho một ví dụ luôn nha. Tại vì khi mở viện quản trị kinh doanh ấy, thì mình tập trung vào một cái mình gọi là giáo dục thực chiến. Giáo dục thực chiến thì đương nhiên là nó sẽ đi vào những cái ví dụ như là đi thực tập này ở những cái doanh nghiệp ngay từ năm nhất, nhưng mà nó cũng sẽ là ngay cả trong lớp mình vẫn có thể học chủ động được và mình học thực chiến được. Và mình sẽ không phải là kiểu bây giờ giảng viên cứ vào giảng lý thuyết xong rồi cho các bạn áp dụng, mà chị sẽ quay ngược lại tất cả mọi thứ. Nó gọi là flip learning hoặc là flip classroom, tức là chị sẽ reverse engineer, chị sẽ quay ngược lại bài giảng và sẽ cho các bạn làm, các bạn tự nói ra tất cả mọi thứ, rồi sau đấy mình mới có thể mình đưa vào một tí lý thuyết. Tức là các bạn đã áp dụng trước khi mà các bạn, mình dạy cho các bạn cái gì rồi, và sau đấy lại tiếp tục áp dụng nhiều lần, thì nó sẽ tạo ra cái gọi là tư duy. Thì cái tư duy nó sẽ đi với các bạn cả đời. Thì bây giờ một câu hỏi rất là đơn giản thôi dành cho hai bạn. Wow, chúng ta đến với lớp học của cô Giang. Ok ạ. Em đã tốt nghiệp rất lâu rồi nên là em rất là hồi hộp. Thế thì em có thể liệt kê ra các thể loại tư duy hay là gọi là suy nghĩ thinking khác nhau không? Ví dụ như có bao nhiêu loại? What are the types of thinking? How many types? Cái này là một cái knowledge chứ cô. Truyền dạy kiến thức vì em chưa có học bài này nên em chưa sự kể được hết về các tư duy, mà nếu phải đoán thì em nghĩ là em với chị sẽ cố gắng hùn vào chung. Chúng mình hùn nhá. Em nghĩ là người ta hay nói đến thì cái approach đầu tiên, tư duy nhanh, tư duy chậm. Có những thứ mà mình sẽ ngay lập tức biết được luôn, có những cái nó là phản xạ, intuition, có những cái nó là analytics, có những cái mình phải phân tích, suy nghĩ từ từ. Thì em nghĩ là có thể chia nó theo nhanh và chậm. Nhưng cũng có thể approach nó theo cách khác, đấy là em chưa biết là nếu mà tư duy phản biện thì nó sẽ thuộc vào cái chị umbrella cũng nghĩ nào. Đến tư duy phản biện đầu tiên ở trong đầu. Nhưng mà nó ví dụ nếu mình phân thành nhanh và chậm như em nói đúng không, thì nó bị xì luôn. Nó bị xì luôn rồi nên mình không biết nhét cái critical thinking vào đâu ha. Sao đâu, cứ em thì em có thể là sẽ ví dụ nhanh và chậm thì nó sẽ theo hướng kiểu thần kinh học rồi não bộ các thứ, vật lý tâm lý học các thứ đúng không, đúng hành vi con người các thứ. Thì em sẽ em cũng không biết là cái thuật ngữ chính xác của nó, nhưng em đang suy nghĩ theo hướng là một cái tư duy theo kiểu tuyến tính, tức là một tư duy theo lối truyền thống và kiểu ví dụ 1+1 bằng 2 là 2+2 bằng 4, là và tôi sẽ follow theo sát những cái chuẩn mà những người trước đã đặt ra và tôi sẽ làm theo những cái thứ mà tôi được dạy. Nhưng có một cái tư duy khác em tạm gọi là một tư duy theo cấp số nhân đi, em cũng không biết là thuật ngữ nó như thế nào, nhưng mà nó sẽ là ok 1+1 không phải bằng 2 mà có thể bằng 3. Nói chung là nó sẽ không follow theo những cái thứ mà quy luật mà mọi thứ đặt ra, mà tôi có thể phá vỡ, tôi có thể linh hoạt theo những cái cách khác nhau và mở ra những cái cơ hội cực kỳ mới và nó không có giới hạn. Thì em cũng không chắc là cái này nó có VC không ha. Ở đây chắc các bạn sẽ chú thích cái VC không? Ở trên màn hình brainstorm thì cũng chưa cần phải VC ngay. Ok, khá là xuất sắc đấy. Tại vì đấy, tức là khi mà mình hỏi ra những câu hỏi như thế thì những cái câu trả lời mình cũng không biết là sinh viên nó sẽ trả lời như thế nào. Và mỗi ngày mình học được rất là nhiều thứ mới từ những cái câu trả lời của các bạn. Bây giờ giáo dục mà, giáo dục không phải là bây giờ giảng viên là người biết hết, mà giảng viên chỉ là người mà hỗ trợ và Đặc biệt là khi mà mình đi ra môi trường toàn cầu ấy, thì một lớp của mình thì có thể có những sinh viên đến từ mười mấy nước khác nhau. Và việc giảng dạy nó rất là nhàn. Tại vì thực sự như khi giáo viên vào xong cho một câu, xong cả lớp thảo luận thoải mái, xong rồi hết giờ đi về, chào mọi người, ai cũng hạnh phúc vui vẻ. Thì cái đấy là cái cơ bản của cái việc mà khi mà mình đi ra và mình hiểu và mình giảng dạy về tư duy. Và mình luôn luôn nói là nó không có câu trả lời đúng, đặc biệt là trong quản trị kinh doanh. Tại vì nếu như mà mình có câu trả lời đúng thì ai cũng thành tỷ phú hết rồi. Thì cái cách học tư duy nó quan trọng hơn. Và có những cái tư duy cơ bản, ví dụ như mọi người nói đấy, thì những cái cơ bản nhất thì có thể nói là ví dụ như là tư duy phản biện này, hoặc là tư duy phân tích analytical thinking này, hoặc là như Nga thì ví dụ như là có thể là không phải là tuyến tính linear mà sẽ là non-linear lateral. Ví dụ như là tư duy về sáng tạo này thì nó có rất là nhiều loại, đúng không? Và nó chỉ là những cái tư duy cấp thấp thôi. Và lên cao nữa thì có những loại tư duy ví dụ như là associative thinking, tức là tư duy kết nối. Và cái này nó rất là quan trọng nếu như mà bạn muốn đi ra thế giới. Tại vì bạn sẽ thấy được những cái cơ hội ở tất cả mọi nơi, mặc dù nó không liên quan gì với nhau. Và nhiều cái tưởng chừng không liên quan lại rất liên quan. Thì cái đấy nó rất là quan trọng để mà mình kết nối, gọi là connect the dots, kết nối những cái dấu chấm lại với nhau. Cao hơn nữa thì có những cái ví dụ như là tư duy hệ thống này, để mà hiểu là chúng ta tất cả kết nối và các phần khi mà nó hoạt động thì nó sẽ tạo ra những cái tức là the whole is bigger than the part đấy, tức là nó sẽ tạo ra những cái kết quả khác nhau. Và những cái tư duy cấp cao này thì hầu như là ngay cả ở Việt Nam và ở Úc thì cũng rất là ít dạy. Nhưng mà vì mình đã đi khá là nhiều nước và sau đấy thì mình cũng được tiếp cận với khá là nhiều người và nhiều nguồn kiến thức, thì mình đều đưa những cái tư duy này về. Và thực ra mình còn là chuyên gia của design thinking, tức là tư duy thiết kế. Tư duy thiết kế thì được những cái nhãn hàng lớn sử dụng rất là nhiều để đạt thành công, ví dụ như là Apple này hay là Google và rất nhiều những cái khác, không chỉ là trong kinh doanh. Thì về tư duy thiết kế thì nó lại đi lên một cái tầm cao khác, tức là ví dụ như bình thường đây thì mình biết về những loại tư duy khác nhau, nhưng mà khi nào dùng loại tư duy nào thì hầu như là các bạn gọi là gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ như bây giờ mình đưa ra một sản phẩm đi, hoặc là mình ok bây giờ mình cần phát triển sản phẩm, hoặc mình cần giải quyết vấn đề, thì bây giờ các em giải quyết đi, thì các em ngay lập tức, đặc biệt là sinh viên VinUni rất nhanh luôn, ngay lập tức là đưa ra câu trả lời. Mặc dù không cần biết vấn đề đó như thế nào, gốc rễ nó như thế nào, và một phát là ra câu trả lời luôn. Thì các bạn dùng tư duy sáng tạo quá sớm. Trong khi trong cái bước đầu của giải quyết vấn đề thì Einstein nói là nếu như tôi có 100 phút thì tôi sẽ dành 99 phút để tôi hiểu về cái vấn đề đó đã, rồi tôi chỉ có 1 phút tôi giải quyết thôi. Thì bây giờ cái đầu tiên là mình lại phải dùng tư duy phản biện này, tư duy phân tích này, rồi tư duy hệ thống để mình tìm hiểu cái vấn đề đó đã, xong rồi mình mới đi sang tư duy sáng tạo, đúng không? Thì đến lúc mà tư duy sáng tạo các bạn lại gặp vấn đề nữa. Tại vì cô giáo thì lại hỏi là ok bây giờ 10 phút các em hãy cho 35 ý tưởng khác nhau đi. Một đội 5 bạn, các bạn mỗi bạn chỉ cần 10 phút 7 ý tưởng, rất đơn giản. Xong rồi 10 phút sau vẫn thấy các bạn mới được có vài ý tưởng. Thì cô mới biết là đương nhiên là các bạn lại sử dụng cái tư duy phản biện trong khi các bạn phải sáng tạo. Tức là các bạn vừa nói ra ý nào là cả đội nhảy vào chê, thì làm sao mà sáng tạo được, đúng không? Thì cái tư duy thiết kế thì nó đưa ra những cái khi nào thì mình dùng loại tư duy nào để mà mình giải quyết vấn đề, hoặc mình sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau nhanh nhất có thể. Thì đó là lý do mà khi mình dạy tư duy thì các bạn sẽ sử dụng được cả đời, và các bạn sử dụng trong tất cả mọi thứ luôn. Thì ví dụ như là về tư duy thiết kế thì có một cuốn sách khá là nổi tiếng của Đại học Stanford gọi là Thiết Kế Cuộc Đời Bạn, Design Your Life. Thì again thì nó cũng là rất nhiều những cái cuộc sống song song với nhau, và làm sao mà mình sống được tất cả những cuộc đời mình muốn ngay trong lúc này. Thì nó là những cái thực sự là mình hữu dụng trong cuộc sống, và cái mà đó là những cái mà chỉ khi mà mình đã đi và mình thu thập đủ thì mình mới có thể mình đúc kết và mình đưa lại được cái giá trị khi mà mình giảng dạy, thay vì cái việc là mình giảng dạy kiến thức thông thường. Cho em hỏi thật nhá, là những cái này chị Giang dạy các bạn sinh viên VinUni ở Viện Kinh doanh Quản trị luôn? Không phải là chỉ Viện Kinh doanh Quản trị, mà tức là ngày xưa thì mình có dạy cái môn cho chung toàn trường gọi là giáo dục chung năm đầu tiên đấy, thì là môn Agile Innovation and Entrepreneurship, tức là thích ứng sáng tạo và tư duy khởi nghiệp. Thì tất cả các sinh viên VinUni đều sẽ phải học qua môn này. Và khi mà các bạn hoàn tất 3 tín chỉ 45 giờ kèm với một cái hackathon này thì đa phần các bạn sẽ có những cái hiểu biết cơ bản nhất về các loại tư duy khác nhau. Và đương nhiên các bạn viện quản trị kinh doanh thì sẽ lời hơn một tí, tại vì nó sẽ là giảng dạy qua rất là nhiều năm, rất là nhiều môn học, thì các bạn sẽ có thể là hiểu được nó kỹ hơn và áp dụng được. Tại vì từ cái việc là mình hiểu mà đi đến cái việc mình áp dụng được thì nó rất là xa, vô cùng xa luôn. Bây giờ hỏi ra thì ai cũng bảo ô em hiểu rồi, nhưng mà hỏi em áp dụng như thế nào thì em không làm được. Thì cái đấy lại đòi hỏi là cần phải thực tập rất là nhiều. Em hỏi như thế bởi vì em nghĩ là nếu mà cho em quay lại chắc em cũng muốn apply học bổng giống Kiên để đi học cái chương trình thú vị như thế này. Bởi vì đúng là những cái thứ này ngày xưa khi mà em học cách đây rất là nhiều năm ở trường đại học, một trường đại học truyền thống cũng là top đầu Harvard các thứ chùa lán thì đúng là mình cũng không được dạy những cái tư duy này. Mình sẽ dạy nhảy ngay vào vấn đề là ok, ví dụ như là những cái chủ đề rất là chuyên môn kiểu như là bảo hiểm này, vận tải rồi xuất nhập khẩu rồi vì hoặc là những cái chủ đề hàn lâm khác. Nhưng mà lúc đấy em chỉ thắc mắc một điều là tại sao khi mà thầy dạy cho mình môn toán cao cấp này hay là môn gọi là môn gì kinh tế lượng thầy không giải thích cho mình biết là nó dùng để làm gì. Lúc đấy em rất là thắc mắc về cái câu chuyện đấy, và em nghĩ là nếu mà có đấy là lý do tại sao sau này và hiện tại em vẫn rất là thích và rất là mong muốn được làm việc trong lĩnh vực giáo dục, vì em thực sự là muốn đóng góp hay muốn thay đổi một cái gì đấy ở trong chuyện đấy. Là khi mà một nền giáo dục tốt thì nó cần gợi mở cho người ta cái cách tư duy, thay vì là ngay lập tức tôi nhảy vào bài toán để tôi xử lý tất cả mọi thứ. Bởi vì bài toán thì nó sẽ luôn luôn xuất hiện và nó sẽ luôn mới, và làm sao mà tôi có thể đối đầu được với tất cả các bài toán trong cuộc đời này hay trong cái lĩnh vực kinh doanh đấy thôi chẳng hạn. Đấy, nhưng mà rõ ràng là một cái phương pháp hay là một cái cách giáo dục tốt thì nó phải chuẩn bị cho mình cái mindset, hay gọi cái tư duy tốt như chị Giang nói, là lúc nào thì áp dụng tư duy nào và mình sắp xếp làm sao các cái tư duy đấy để mình tối ưu nó. Thì hai bạn đều trả lời rất tốt. Thì khi mà mình đạt được một cái, tức là khi mà sinh viên mà cho mình những cái câu trả lời mà chính mình cũng ngạc nhiên ấy, thì mình sẽ tặng cho các bạn một đồng xu để khuyến khích các bạn. Thì đây là em cảm ơn cô giáo. Đồng xu đầu tiên của cả Nga và Kiên. Đây là gọi là gì, dung chuông vàng đập đồng xu. Tuyệt vời, em sẽ em giữ cái này làm kỷ niệm đúng không ạ? Không, nhưng mà cái này nó liên quan đến một cái phương pháp giáo dục khác, tức là về gọi là tư duy đóng và tư duy mở. Tại vì ở những nền giáo dục châu Á ấy, thì họ hay có một cái tư duy ban đầu gọi là tư duy đóng, tức là họ tin là mình giỏi là do khi mình sinh ra đã giỏi. Cho nên là khi mà họ giáo dục ấy, thì họ thường là tập trung vào các bạn, bảo là ô các bạn này rất là xuất sắc, tức là giống như các bạn sinh ra đã vậy thì đấy. Nhưng mà khi mà mình đi ra thế giới ấy, thì họ lại có cái tư duy gọi là tư duy phát triển hay là tư duy mở, tức là fixed mindset và growth mindset. Thì growth mindset thì nó lại tư duy là hôm nay có thể là tôi chưa giỏi, nhưng mà nếu tôi tiếp tục học tập và tôi có phương pháp đúng thì ngày mai tôi sẽ giỏi. Và đó là cái cách mà trong giáo dục thì khi người ta cũng ít khi người ta khen sinh viên là ồ em giỏi quá, mà người ta sẽ khen là em đã rất cố gắng, và nếu như em tiếp tục cố gắng thì đương nhiên là em sẽ tốt hơn. Thì đó là cái lý do mà ngay cả trong khi mà mình hướng dẫn, mình dạy cho sinh viên thì mình cũng nói thẳng với các bạn luôn. Tại vì thực ra các bạn thì đều là từ những cái trường rất là giỏi ở Việt Nam để mà đi đến với lại đại học của mình. Thì các bạn thì đã quen với cái việc là ồ tôi là nhất, hoặc là tôi quen điểm 10 rồi, bây giờ điểm 9 là tôi về tôi cảm thấy xấu hổ. Thực ra em cũng là nạn nhân của cái đấy chị. Và sau đấy em nhận ra một điều là một cái thiệt thòi rất lớn của những bạn mà tạm gọi là gà đi, trường chuyên lớp chọn và gà nòi, nhưng mình chuyên được đào tạo ra để đi chọi nhau ấy. Giống như kiểu mấy chú gà chọi. Là một là mình không có những cái trải nghiệm tuổi thơ, giống như kiểu là trong lúc mình đang ôn ló luyện để thi đấu thì các bạn ấy đi chơi đá cầu, nhảy dây. Và em còn nhớ một kỷ niệm là hồi ấy lớp 4 em không có biết nhảy dây, xong cả lớp em phải kiểu kéo em ra để quăng cái dây để cho em nhảy dây. Và một cái điều nữa rất quan trọng em nghĩ là mình phải mất rất nhiều thời gian để em vượt qua được cái nỗi sợ rằng mình thất bại, ngay cả đến lúc em làm khởi nghiệp. Và em nghĩ là mình luôn đứng đầu ấy, làm sao mình có thể chấp nhận được chuyện là một ngày mình bị fail một cái gì đấy. Rất khó để cho mình chấp nhận chuyện đấy. Và em đã từng phải rất là gọi là khổ tâm vì cái câu chuyện là chấp nhận một thực tế rằng là khi mình đi ra ngoài kia mình có hàng tỷ cái cơ hội để mà mình thất bại, chứ không phải là lúc nào mình cũng thành công như mình nghĩ. Giống như suốt quãng đời đi học mình luôn đứng top và luôn thành công thì không. Đấy thì rõ ràng là em nghĩ là cái chuyện là chấp nhận rằng mình có thể khiếm khuyết và mình luôn có thể open với những cái chuyện fail trong cuộc đời là một kỹ năng, và những người mà trường chuyên lớp chọn ở trong cái giáo dục cũ thì sẽ bị thiếu một cái kỹ năng đấy. Và đó là chính xác, là khi mà mình đi ra thế giới thì giống như là mình đang ở một cái ao làng, xong rồi mình đi ra sông, xong rồi mình đi ra biển, thì càng lúc mình lại thấy là mình không là ai hết, đúng không? Và lúc đấy thì mình lại phải nhìn nhận lại là ok, mình phải cố gắng như thế nào để mà mình tiếp tục được cái hành trình này. Thì cái đấy là một cái khá là quan trọng. Và sau một thời gian nữa thì mình lại thấy là ô, thực ra mình cũng là ai đó, tại vì mình đã biết được mình là ai và mình đã xây dựng được cái thương hiệu của bản thân. Thì đó đều là những cái bài học mà khi mình đi ra thế giới mình sẽ học được. Và còn một kiểu tư duy nữa mình bonus cho các bạn, đó là beginner's mindset, tức là cái tư duy mà luôn luôn là người bắt đầu. Tại vì khi mà mình đã học rất là nhiều thứ đi, thì có thể là em học, em nói là em sẽ giỏi hóa này, là sau một thời gian em cố gắng thì tự nhiên em lại giỏi văn, đúng không? Thì cái tư duy của người châu Á nói chung ấy, và thực ra người Việt mình bị khá là nhiều, đó là các bạn trở nên tự kiêu, và các bạn nghĩ là các bạn đã là giỏi nhất hoặc là giỏi ở một cái gì đấy rồi, thì nó lại hạn chế cái sự phát triển của mình. Thì đó là lý do mà thực ra nếu em nói chuyện với chị thì chị biết rất là nhiều thứ, tại vì chị cứ cái gì mà chị bắt đầu chị đạt đến một cái giới hạn mà chị cảm thấy ôi bây giờ tôi giỏi rồi, thì chị lại phải đi học một cái mới để chị lại bắt đầu lại từ đầu, chị lại thành nobody, không ai biết mình là ai, và lại là con số không tròn trĩnh luôn. Thì luôn luôn khi mà mình đi tiếp và mình học những cái mới thì nó sẽ luôn luôn đặt mình về lại cái vị trí ban đầu. Thì đó là lý do mà mình sẽ tránh được những cái khúc mắc, mà những cái vấn đề về tư duy mà người Việt mình hay là người trẻ thì hay mắc phải. Thế thì bây giờ quay lại câu chuyện của Kiên, thì từ nãy giờ mình đã nói rất là nhiều về câu chuyện là sự nghiệp toàn cầu như thế nào. Kiên thì là một người mà đang gọi là ở ngưỡng cửa, đúng không? Em đang chuẩn bị bước ra, có thể là bước ra thế giới hoặc là vẫn ở Việt Nam thôi, không sao cả. Nhưng mà ví dụ từ góc độ của em thì chị cảm nhận là em cũng có hứng thú với cái hành trình sự nghiệp toàn cầu, tức là gọi là trở thành công dân toàn cầu, hay là có một cái sự nghiệp rộng mở hơn ở bên ngoài Việt Nam. Thì nếu mà em có hứng thú với nó thì em đã và đang chuẩn bị cho nó như thế nào? Thì thực ra là em có hứng thú, nhưng em nói là em đương nhiên là em có hứng thú với nó rồi, cả với những cơ hội làm việc với những tập đoàn đa quốc gia Việt Nam và cả với những cơ hội đi nước ngoài làm việc. Thì em nghĩ là về mặt chuẩn bị thì em chuẩn bị với những cái nó khá là practical, khá những thực tiễn thôi. Như kiểu là em hay hỏi những cái người mà họ đang là người Việt, họ đang đi làm những công ty nước ngoài mà em muốn, chị qua đấy kiểu gì đấy. Em vừa hỏi cô ban nãy là cô thì ban nãy thì tóm lại là cô đã đi qua những cái bước như nào để cô không chỉ là cô có khả năng để làm thế mà cô còn hợp pháp để làm thế. Bởi vì không phải là hợp pháp quan trọng đấy. Vâng, cái visa nó không phải là chuyện dễ dàng, là visa du học sinh hay là visa đi làm. Visa đi làm thì có phải là global talent không, hay là visa đi làm theo kiểu được sponsor bởi công ty đấy. Những cái đường đấy nó cần những cái lộ trình khác nhau. Và khi mà em đi Úc một lần, em tự làm visa một lần thì em cũng biết được là hóa ra là những câu chuyện pháp lý nó quan trọng trong cái quá trình mà mình đi ra nước ngoài, đi ra thế giới. Thì những cái gì em chuẩn bị đấy là em tập hợp những cái case study điển hình của những anh chị thành công. Em hay lướt LinkedIn, em xem là rồi chị này học ở đây, làm ở đây, xong rồi chị đi ra nước ngoài. Chị đi ra ngoài kiểu gì, qua một cái visa du học sinh à, chị làm học 2 năm rồi chị đi làm tiếp hay như thế nào. Thì thật ra là em cũng đang chuẩn bị bằng cách là apply những cái trường ở nước ngoài. Nhưng mà như em nói rồi, đấy là nếu mà dưới mức học bổng toàn phần em không đi học được thì em sẽ chỉ chọn những nước mà họ sẽ cho khá nhiều tiền thôi. Mọi người có thể xem các nước ở châu Âu khá nhiều tiền, thì khả năng là em sẽ đi học, xong rồi em xem là đi học đấy có internship như thế nào, xong rồi có thể được sponsor hay không. Hoặc là nếu không thì cái mà em chuẩn bị tiếp theo nữa để làm phải nghĩ đến câu chuyện global talent thì ở đâu cũng cần thôi, đúng không? Ai cũng sẽ muốn là đầu tư vào những bạn nhân tài, nhưng mà nhân tài thì thế nào mới là nhân tài? Đấy là mình phải có gì đấy để mình offer cho họ, mình có gì đấy mà họ không thể thuê được những người xung quanh họ làm thì họ mới thuê mình làm chứ. Thì em xem là những kỹ năng nào mà người trẻ Việt Nam có lợi thế hơn. Đối với những đất nước khác thì thật ra mình có nhiều cơ hội, vì các đất nước khác thì có thể là họ có dân số già hơn chẳng hạn, họ kém nhạy bén hơn với những cái công nghệ mới, thì liệu đây có phải cơ hội cho mình không? Em vẫn đang tư duy theo hướng đấy để xem là liệu mình có lộ trình như thế nào, đi học, đi làm như thế nào, hoặc là mình có cơ hội được sponsor bởi công ty nào mà họ thấy mình là cần thiết cho họ không, hoặc là mình có thể trở thành một nhân tài trong tương lai như thế nào như cô Giang. Thì đấy là những cái mà em chuẩn bị, nhưng mà nhìn chung thì cũng có những cái nó ra ngô ra khoai, có những cái nó cũng chưa ra đến đâu cả, vì em nghĩ là chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai được, kể cả có plan kỹ đến đâu đi chăng nữa nhá, cũng có thể là cũng cần phụ thuộc vào may mắn nữa. Thế nên là cứ bình tĩnh và có thể là cũng tận hưởng và nhìn lại cái cuộc sống ở Việt Nam nữa, vì nhiều khi là chắc là vì đi ra thế giới đã là con đường duy nhất, đúng không? Có thể là đi ra rồi mình mới nhận ra mình không muốn đi ra thì sao. Nên là em nghĩ là đứng ở trước nhiều định hướng, như em nói là nhiều khi mất phương hướng, đấy là sinh viên nào trước khi ra trường mà trả 3-4 cái lựa chọn, đấy là còn bỏ ra rất nhiều lựa chọn khác rồi, thì em nghĩ là cũng tương đối là mất đi làm ở đâu. Thì đấy là những cái kế hoạch của sinh viên năm cuối, mà đương nhiên là em cũng không phải một sinh viên năm cuối thành công đến thế, vì nếu mà các bạn trong trường em có những bạn thành công thì các bạn cũng đã có những cái việc lương vô cùng cao, hoặc là từ năm ba các bạn ở bên Viện Khoa học Kỹ thuật đã có học bổng Vingroup đi học 3+2, 4+1 để có bằng tiến sĩ, bằng thạc sĩ với những chương trình khác rồi. Thế ra là em ở trong một cái vòng tròn mà bạn nãy cô Giang có nói đi ra nước ngoài là từ ao làng ra biển ấy. Thì em hay nói với các bạn là em giống như con cá trong chai La Vi xong đổ ra biển khi mà em từ cấp 3 em lên đại học ấy, tại vì là em choáng ngợp với độ giỏi của các bạn. Mình ngồi cùng lớp toàn kiểu các bạn học giải quốc gia, đội tuyển quốc gia, môn này môn kia, rồi các bạn đi từ Canada về, đi từ Mỹ về, Anh về. Thế xong bây giờ nhìn các bạn thành công, nhìn các bạn đạt được rất là nhiều thứ, thì thực ra là ngoài mất phương hướng ra sẽ còn cảm thấy là tại sao mình học cùng trường mình không được như thế. Nhưng mà thực ra thì em nghĩ là cái việc mình có một cái tầm nhìn rộng, mình biết là có nhiều hoàn cảnh khác nhau, nó cũng cho phép mình soi chiếu lại bản thân mình. Vì thay vì để trả lời câu hỏi tôi là ai, thì có thể mình cần phải trả lời câu hỏi là tôi không là ai nữa, thì mình mới có thể hiểu được nhiều hơn về mình. Thì em nghĩ là em cũng đang rất là may mắn để dù là chưa có một cái định hướng cụ thể đến thế, em cũng không thấy hoang mang lắm. Ít nhất là vẫn có những, thực ra ở trường em thì các thầy cô luôn giống như kiểu là mục tiêu của chúng mày cũng là mục tiêu của chúng tao vậy, và các thầy cô cố gắng hết sức kết nối bọn em với các nguồn lực có thể nhất, offer cho bọn em thời gian nhiều nhất có thể để hỏi cái gì thì hỏi. Thậm chí là em, như chị nói, em còn có thể nói chuyện với cái người mà viết ra cái chương trình của mình để hỏi xem là thế rốt cuộc là viết cái chương trình này ra thì muốn người ta làm cái gì. Thì đấy, thì bọn em có rất là nhiều cái resources, có những cái nguồn lực để mà bọn em có thể chuẩn bị cho tương lai của mình. Nhìn chung thì bọn em khá là yên tâm. Từ nãy khi mà mình nói về câu chuyện là sự nghiệp toàn cầu thì em thấy mình cũng gọi là xuyên suốt nó có một cái về tư duy, tức là tư duy giải quyết vấn đề. Thì rõ ràng là câu chuyện của chị Giang hay của Kiên, khi mà mình đi, mình trải qua rất nhiều những hành trình khác nhau, thì mình luôn phải có một cái tư duy làm thế nào để tôi giải khỏi, gọi là unlock, hay là gọi là giải được cái bài toán đấy. Thì trong tiếng Anh em thấy nó có một cái từ entrepreneurship, thì từ đấy dịch sang tiếng Việt rất là khó. Mình có thể gọi tạm dịch là tư duy doanh nhân hay là tinh thần doanh nhân, nhưng mà nó cũng không đầy đủ toàn diện được cái nghĩa gốc của cái từ đấy. Thì với Viện Quản trị Kinh doanh thì là một người mà em, nếu mà em hiểu đúng là chị là cũng là founding director của Entrepreneurship Lab ở VinUni, đúng không ạ? Với chị Giang thì chị định nghĩa cái từ đấy, cái từ tinh thần doanh nhân đấy nó như thế nào, và nó có gắn liền với câu chuyện là tôi phải là một người mở công ty khởi nghiệp thì tôi mới có cái tinh thần đấy hay không? Thì lúc mà mình nhận cái trách nhiệm để mà làm giám đốc sáng lập của trung tâm khởi nghiệp của Đại học Vin ấy, thì mình cũng suy nghĩ khá là nhiều về cái từ này, tại vì thực sự đúng là nó không có cái từ đồng nghĩa trong tiếng Việt. Thì đầu tiên là mình phải hiểu theo cái nghĩa cơ bản nhất của nó, tức là ok, bây giờ bạn có thể đi làm một cái startup, thì mình làm luôn một cái pathway, một cái chương trình, tức là các bạn sẽ qua ươm tạo này, xong rồi các bạn sẽ qua chương trình tăng tốc, và các bạn có những nguồn lực trực tiếp để mà với những cái người mà họ đã đang làm rồi, họ đã gọi được vốn rồi, chẳng hạn họ đã xây dựng sản phẩm rồi, và các bạn có được một số tiền để các bạn bắt đầu, tức là 2.000 đô cho một nhóm thì cũng khá là lớn khi mà bạn ở giai đoạn ươm tạo. Thì cái đấy mình gọi là cái chương trình Entrepreneurs of All Kind, tức là dành cho các thể loại doanh nhân khác nhau, nhưng mà vẫn là theo cái hướng truyền thống. Nhưng mà sau đấy thì mình nhìn ra một cái hướng rộng hơn, tức là mình có cái tinh thần doanh chủ, nói nôm na là ok, người làm thuê nhưng mà cũng có thể làm chủ, tinh thần làm chủ hoặc là tinh thần đổi mới sáng tạo. Thì mình đặt nó vào trong cái khung của đổi mới sáng tạo, và đổi mới sáng tạo trong cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam và của thế giới thì nó rộng hơn rất là nhiều. Cái đấy thì mình lại muốn đi theo cái hướng là nó dành cho tất cả mọi người. Thì có thể là bạn sinh ra, again thì nó là cái gọi là tư duy đóng hay tư duy mở đấy, bạn sinh ra thì có thể bạn không có những cái kỹ năng này, nhưng mà qua quá trình giáo dục và rèn luyện đúng thì bạn hoàn toàn có thể là một người có thể nhìn thấy cơ hội rất là nhanh chóng, tận dụng được cơ hội. Bạn có thể xây dựng được những cái network, những cái mạng lưới, và bạn tận dụng được cái mạng lưới đấy, và bạn biết cách giải quyết vấn đề như thế nào, và bạn không sợ thất bại. Bạn luôn luôn là bạn thử, và nếu như mà sai thì sửa, mà đúng thì càng tốt. Thì cái đấy là những cái cơ bản nhất, và những cái kỹ năng này thì nó áp dụng cho đời sống hàng ngày, chứ nó không phải chỉ là công việc. Tại vì hầu như mọi người khi mà mọi người nghĩ đến giáo dục đại học thì chỉ chăm đi tìm việc thôi. Nhưng mà đại học nó không thế. Đại học thực sự là một cái cơ hội để mà bạn phát triển toàn diện, để mà trở thành một con người tốt hơn. Và việc thì nó có thể là, đương nhiên bạn cũng sẽ phải làm một cái gì đấy, đúng không? Nhưng mà mình nghĩ đến cái việc làm giống như là cái việc là mình phát triển và mình tạo ra được giá trị, thì những thứ khác nó sẽ tự đến. Thì cái đấy là cái tư duy khi mà mình xây cái trung tâm khởi nghiệp và cái khung chương trình khởi nghiệp cho Đại học Vin. Thì đó là lý do mà mình có cái môn Agile Innovation and Entrepreneurship, sáng tạo thích ứng, cho tất cả sinh viên năm đầu. Và trong những năm đầu đó thì thực ra là mình làm việc và mình giảng dạy chung với lại các giáo sư ở Đại học Cornell. Và các thầy thì có những thầy, ví dụ như thầy Wesley Sai là người sáng lập Cornell Tech ở New York, thì chính thầy cũng là người là lúc mà New York muốn xây một cái trung tâm mới ấy, thì thầy là người đi đấu với các trường khác, và thầy cũng phải đi pitch, và pitch với lại người mayor của New York, và thầy pitch thắng. Thì đấy, thì ngay cả bây giờ cũng nói chuyện với mọi người là cô giáo vẫn đang đi pitch tìm một cái cuộc thi của MIT, thì chỉ là pitch ở một cái level nó cao hơn là các bạn thôi. Có thể các bạn thi những cuộc thi ở Việt Nam thì các bạn giải nhất có thể là các bạn được 100-200 triệu. Còn những cuộc thi lớn hơn thì có thể là xây cả một cái Cornell Tech, như là thầy Wesley thì thầy là được cho cả một cái hòn đảo ở New York để mà xây nguyên cái Cornell Tech đấy. Và ví dụ như cô giáo thì cô sẽ đi pitch những cái cuộc thi $1 triệu chẳng hạn. Thì level nó giống như mình chơi game thôi, càng lên thì level và giải thưởng nó lại càng lớn hơn. Thì lúc đấy thì mình mới sáng lập, và mình lại tạo thêm một cái nữa gọi là entrepreneurship for everyone, tức là tất cả mọi người thì đều có thể có được tinh thần về doanh nhân hoặc là tư duy doanh chủ. Và mình lại chạy một số những cái cuộc thi, thì cái cuộc thi Big Idea ở VinUni, cuộc thi ý tưởng lớn, thì năm đấy thì cũng được hơn 2 triệu view trên TikTok khi mà mình chạy. Thì cái cuộc thi đấy chủ yếu nó chỉ là for fun, chỉ là để mọi người thấy là ok, cái này thực ra là khởi nghiệp nó không phải là một cái gì nó đao to búa lớn đâu, mà nó rất là vui, và nó là thứ mà mình có thể sử dụng hàng ngày. Em sẽ check cái ý của cô Giang là khởi nghiệp là thứ mà có thể mang vào cuộc sống hàng ngày với Kiên. Thế thì bây giờ với tư cách là một sinh viên của viện kinh doanh quản trị ở VinUni, thì em những cái thứ mà em đã học ở viện em ứng dụng nó vào cuộc sống nói chung, không chỉ là chuyện để công việc nữa mà cuộc sống nói chung, với tư cách là một con người toàn diện đi, thì em ứng dụng nó như thế nào? Ứng dụng hàng ngày, thực ra thì nếu mà vì là nó là hàng ngày ấy, nên là để mà trích xuất ra một cái ngay mà kể thì cũng hơi khó để kể một cái gì đấy xuất sắc mà kiểu luôn nhớ đến. Nhưng mà em nghĩ là bám vào những thứ mà cô vừa nói đi, đấy là entrepreneurship, tinh thần khởi nghiệp, thì thật ra là em nghĩ là cái cốt lõi của việc khởi nghiệp ấy, nó không phải là bán hàng, nó không phải là có một doanh nghiệp, mặc dù tên nó là khởi nghiệp, nhưng vấn đề của nó là giải quyết một cái vấn đề. Tức là bây giờ mình thấy có một cái vấn đề gì đấy, như cô nói là mình phải tư duy về, trước khi mà đưa ra solution, đưa ra giải pháp, thì mình phải tìm ra cái nguyên nhân gốc rễ, nguyên nhân cốt lõi mà mình muốn giải quyết cái vấn đề đấy. Thì cái doanh nghiệp nó chỉ là một cái phương tiện để mình giải quyết thôi. Như chị thì chị nói về Spiderum là chị thấy là thiếu content chiều sâu, chị thấy là giáo dục có vấn đề này vấn đề kia, nên là chị mong muốn là chị quảng bá cái sản phẩm về những cái khóa học ngắn hạn của chị. Nó có một cái vision, một cái mission, có cái sứ mệnh và tầm nhìn rõ ràng để giải quyết một thứ, và cái giá trị đấy của chị được người ta trả tiền cho, và chị cần có một cái khung, nó một cái business để mà chị khiến cho cái tầm nhìn đấy, cái giá trị đấy của chị nó bền vững, nó phù hợp với cả những cái mô hình khác ở trong xã hội. Thì em nghĩ là cái tư duy mà tìm ra vấn đề cốt lõi và dám giải quyết nó chính là cái tư duy mà entrepreneurship mà VinUni đào tạo. Và thực ra cái này thì cả là một người làm thuê, nhưng mà nhìn góc độ một người làm chủ, bọn em cũng được làm nữa. Bên cạnh cái câu chuyện là cô nói về việc là có funding cho những bạn có dự án riêng để mà làm chủ luôn, thì thật ra là bọn em cũng được dạy về cách mà tư duy như là một một kiểu sếp hả, trong khi mà đi làm. Thì khi mà em học ở VinUni, cái này cũng hơi dài, là có một cái chương trình của viện em được gọi là Industry Engagement Program. Thì chương trình đấy bao gồm internship, 5 and 5 internship. Đấy là trong 5 ngày thứ 6 liên tiếp của 5 tuần, bọn em sẽ không có nghỉ, bọn sẽ nghỉ học vào ngày em đấy để đi đến một cái doanh nghiệp. Mỗi một ngày bọn em sẽ ở một cái phòng ban khác nhau của doanh nghiệp đấy. Và rồi đến cái ngày thứ 5 thì bọn em sẽ làm cái bài thuyết trình là trong cái bốn cái phòng ban mà tôi đi qua ấy, có một cái vấn đề gì mà tôi nghĩ là có thể giải quyết được. Nó có thể chỉ là tổng hợp các vấn đề của các phòng ban thôi, nhưng nó có thể là nhìn ra một cái vấn đề liên phòng ban, cái mà thường sếp của một phòng ban có thể họ không ở đấy để họ nhìn ra. Hoặc thậm chí là em, giả sử hồi đấy có một đợt em đi Vinschool, thì em đi nhiều điểm trường Vinschool khác nhau. Thì cái việc em nghĩ là phần nào cái trải nghiệm đấy nó cũng làm cho em người trong muôn nghề hơn, nó định hướng hơn, nhưng mà cũng thấy bình tĩnh hơn. Ngày nào cũng quan sát mọi người làm việc, đến từ sáng đến tối làm việc, nhưng chúng cũng chả làm gì mấy, tại vì đâu có biết gì mà làm. Nhưng mà cũng được cấp máy tính, cấp tài khoản cho ngồi đấy đọc tài liệu, rồi quan sát các anh chị ngồi trong văn phòng từ sáng đến tối. Thì dần dần em nghĩ là nếu mà bây giờ mình là quản lý ở cái phòng này thì mình sẽ làm gì, làm sao để các anh chị làm việc năng suất hơn, có cái kết nối gì mà nó chưa được kết nối không, có cái nguồn lực nào mà các anh chị chưa tối ưu không. Thì khi đấy mình sẽ đưa ra những cái giải pháp. Thì cái thói quen đấy của em trong 2 năm đầu tiên ấy, nó cho em một cái cơ hội rất là tốt ở Úc. Thì khi em mới qua Úc thì em vẫn giữ cái thói quen đấy. Nhất là khi mình đi ra khỏi đất nước, mình lại thích gìn giữ những cái giá trị làm nên mình hơn, bao gồm những giá trị cũ ở trong đất nước của mình và những cái trường học của mình. Thì sang đấy em rất tự hào là sinh viên VinUni và tôi phải khác biệt với các bạn sinh viên ở đấy bằng cách là tôi có entrepreneurship, tôi có tư duy mà được thầy cô giáo ở VinUni dạy dỗ cho. Thì em sang đấy, em công việc đầu tiên mà em có trước khi em đi làm khách sạn đấy là em làm một cái xưởng áo. Em làm việc gì cũng được miễn là có tiền để mà sống ở Úc đã, vì nó rất là đắt. Khi mà em làm một cái xưởng áo đấy thì sản xuất in áo, dập áo, như kiểu là đợt đấy là có mấy nghệ sĩ nổi tiếng đấy thì có phải là sẽ có tour ấy, thì mọi người sẽ kiểu bán áo hút đi của các nghệ sĩ ấy, xong rồi đứng dập này, xong rồi đóng hút đóng thùng, cũng được trả tương đối, sống được ở Úc. Thì cái đợt mà em làm 1 tháng ở đấy thì cái người tuyển em vào là một chị người Việt rất là đùm bọc nhau, có công việc part time cho các em qua đây học còn có thêm thu nhập. Thế nhưng mà chủ thì lại là một chị người Úc. Thì dần dần khi mà em quan sát á, thì em thấy là vì là chị người Việt kia là chị quản lý bộ máy nhân sự người Việt, vì tất nhiên mọi người nói tiếng Việt với nhau cho nó dễ, thì chị chủ sẽ không, gần như là không quản lý gì cả. Em nhận ra là có thể là có một cái khả năng nào đấy để cho người ta tối ưu hóa cái quy trình hơn, bởi vì rõ ràng là ở trong cái xưởng này có rất là nhiều máy, và mỗi lần em đến mà em học làm cái máy mới, người ta phải trả cho em 2 tiếng lương để học dùng cái máy đấy, rồi em có thể sản xuất được những cái áo đầu tiên. Thì em nghĩ là nếu mà những người được training sẵn làm part time mà được gọi đến đúng cái máy mà họ đã quen rồi và đúng cái lịch rảnh của họ và kiểu tối ưu được cái lương của họ, thì có phải người chủ sẽ cắt giảm được chi phí không? Nên là em về nhà em mày mò, em làm cho Excel một cái mô hình tối ưu một chút, nhỏ nhỏ dễ như một assignment gần như không tính điểm trên lớp. Thì em làm xong em gửi cho chị chủ. Thì chị chủ bảo em là: này, trường mày có cho họ online không? Mày ở lại Úc đi thì tao sẽ sponsor cho mày. Nhưng mà trường em lại không dạy online. Và em thì cũng chưa sẵn sàng làm một cái xưởng áo lâu dài, nên là sau đấy thì em cũng làm việc khác, đi làm khách sạn, vì nó cũng là cái ngành của em hơn. Nhưng mà cái trải nghiệm đấy nó cho em một cái khẳng định, đấy là cái giá trị mà VinUni cho mình nó chưa cần đến lúc ra trường mình có thể nhìn thấy rồi. Cái tư duy mà nó chỉ là thói quen thôi, nó chỉ là em ngứa ngáy tại sao có vấn đề đấy mà tại sao họ không giải quyết đi, tại sao họ cứ để vấn đề đấy vậy, mình khó chịu đúng không, để tao về tôi chỉ có làm mất 2 tiếng 3 tiếng là xong. Thì là em mang đến thì em thấy là nó được trân trọng á, nó có ích với họ, mình có something to bring to the table, something to offer. Em thấy mình có giá trị hơn, mình thấy là cái tinh thần khởi nghiệp, tinh thần giải quyết vấn đề này nó quan trọng. Đến bây giờ em nhận ra là sau khi đi làm ở một vài công ty, đi tham quan hết này kia ấy, thì đơn giản là những công việc mà fresher như bọn em về cơ bản chỉ cần có khả năng là giao tiếp, và nếu mà nhận được một cái công việc thì có khả năng hoàn thành công việc đấy, deliver nó ở kiểu mức độ hoàn thành, đã là gần như có thể làm bất cứ ngành hàng nào, bất cứ công ty nào rồi. Nên em thấy cái việc mà giải quyết vấn đề, quan sát, tinh thần nhìn như là một người mà họ đang quản lý cái bộ máy đấy. Và nó thực sự cho bọn em cái sự chủ động trong công việc của mình. Và nhiều khi nó cũng là cái sự vui vẻ của cái công việc ấy nữa. Vì nếu mà bọn em chỉ đứng dập áo như này cả ngày, em nghĩ là em sẽ chán hơn rất là nhiều nữa. Em đứng dập áo và em quan sát cái máy kia làm gì, cái máy kia làm gì, và làm sao để tối ưu nhiều hơn các cái máy này. Một ví dụ nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà rất là thú vị về câu chuyện là mình đem những cái mình học vào cuộc sống như thế nào. Hôm trước chị còn lúc mà mình gọi là làm quen với nhau, chị còn nhớ là em có cái câu chuyện là em là người biết mua bánh ngon nhất Hà Nội. Em cũng nhớ. Là chị muốn nghe thêm về cái trải nghiệm đấy được không? Thì thật ra là hồi đấy là em đi Úc và em quay về Việt Nam, thì em đi làm công ty tư vấn, công ty cũng lớn. Thì các công ty đấy họ sẽ có sinh nhật hàng tháng cho các thành viên, và mỗi lần sinh nhật thì sẽ có budget. Và mỗi lần có budget thì mọi người sẽ nháo nhào lên ăn gì, ăn bánh ở đâu. Nhưng mà bởi vì em là một người học quản trị khách sạn mà em còn được đến tham quan Metropole, tham quan hết doanh nghiệp này doanh nghiệp kia. Em còn có một quan hệ cá nhân hơn với những người đang làm ở đấy. Em biết là chỗ nào làm bánh ngon, chỗ nào nhập bánh ở xưởng nào. Rồi em biết là nói chung là vì em cũng thích F&B, em học ngành đó nên là em cũng đi ăn nhiều. Thì những cái em nghĩ là những cái personal identity capital đấy, những cái giá trị mà nó cá nhân nhưng mà nó lại không đo đếm bằng trên CV được ấy, nó cũng là một trong những cái mà nhà trường giúp em phát triển. Em cũng chủ động với các chị, em bảo là em ở trên lớp em còn được học lớp thử rượu, rồi em cũng được học về nhà hàng, rồi em cũng được tham quan rất nhiều doanh nghiệp rồi để em đặt bánh cho. Lần nào sau lần đặt bánh đầu tiên thì từ đấy trở đi trong suốt cái kỳ internship em luôn là người đặt bánh. Các anh chị cứ kia đâu là đặt bánh nhá, kia là đặt bánh nhá, xong rồi lại còn đòi hỏi là mỗi lần đặt bánh lại phải là một hàng ngon hơn hàng cũ, xong rồi lại còn phải thú vị hơn. Nhiều khi là nếu mà celebrate cái partnership giữa client với cả giữa bên bọn em thì bọn em đã đặt bánh kiểu tên client đấy, kiểu thế. Nói chung là lúc nào cũng phải tạo bất ngờ cho các sếp. Nhưng mà may là em intern 3 tháng thôi nên là em chỉ đặt bánh 3 lần. Vẫn đủ để gây được ấn tượng là người đặt bánh ngon nhất đúng không? Ok. Em nghĩ là mặc dù chị Giang với Kiên có thể gọi là mình hai thế hệ hoặc là hai cái trải nghiệm khác nhau đi, rất là một người thì có rất là nhiều năm kinh nghiệm rồi, một bạn thì chuẩn bị bước vào đời, nhưng mà em thấy ở cả hai người đều có một cái điểm chung gì đấy, mình tạm gọi là một cái năng lượng hay là một cái tính chất gì đấy, nó khá là tương đồng với nhau. Thì đấy có phải là đến từ việc mọi người được ở trong một cái môi trường người học tập và làm việc, và nó đã phần nào tạo nên cái cá tính hay cái tính cách đấy của mọi người? Chị thấy điểm chung gì đã nào? Chị thì chị nghĩ là cả cô Giang và Kiên thì sẽ đều có một cái gọi là mình không bị đóng, mình không bị đóng lại, hay mình không bị sợ hãi ở trong một cái hoàn cảnh nhất định, và mình luôn ở trong thế chủ động. Ví dụ như dù hoàn cảnh đấy là một cái tình huống khó khăn hay rất lớn, hay là một tình huống nhỏ nhỏ thôi như kiểu đặt bánh, thì hay là ở trong một cái xưởng dập áo, thì mình cũng luôn là người mà mình sẽ là người làm chủ được tình thế. Ngay lập tức mình lấy lại được sự tự tin của mình để mình làm chủ được cái tình thế mà mình đang đặt trong đấy. Thì em không biết là cái năng lượng đấy nó xuất phát như thế nào, và cái môi trường nó đã hun đúc cho mọi người những cái cá tính đấy như thế nào? Tức là nó có thể nói giống như gọi là can do attitude đúng không? Tức là việc gì mình cũng sẵn sàng mình nhận và mình sẽ làm, và tự nhiên mình giật mình tại vì mình làm được. Thì nhiều khi thật sự là giật mình luôn, tại vì mình đã làm khá nhiều việc mình again là tưởng chừng như không liên quan đến nhau. Hoặc là như Kiên nói chẳng hạn, ví dụ như Kiên nói là ngày xưa Kiên học khách sạn, xong rồi Kiên lại muốn sang quản trị kinh doanh tại vì muốn đi một cái ngành rộng hơn, trong khi thực ra cô thì lại học vẫn thiên về dịch vụ, về khách sạn, về quản trị sự kiện, quản trị du lịch. Nhưng mà sau đấy cô vẫn có thể làm được rất là nhiều thứ. Thì cái vấn đề đấy là tức là mình cảm thấy là mình trong một cái môi trường mà mình gặp được những cái người mà họ thực sự họ xuất sắc, và không phải là chỉ là trong môi trường của đại học mà mình gặp được rất là nhiều. Mình có cơ hội mình sang Cornell, mình sang Mỹ này, xong rồi ngay cả bây giờ thì thế giới vẫn đến với mình hàng ngày. Thì mình sống và mình hấp thụ được những cái đấy từ cái cách mà người ta sống và người ta tư duy. Thì giống như lúc nãy nói về cái gọi là game và level nó khó hơn ấy, thì cái việc là vì sao bây giờ mình lại chỉ đi và nộp những cái dự án lớn là tại vì thực ra sau này mình nhận thấy là dự án lớn rất ít người nộp, hoặc là những công việc khó rất ít người nộp, những công việc lương cao cũng ít người nộp luôn. Thì đấy là những cái mà mình sống với những người họ thực sự xuất sắc và họ ở những cái level gọi là chơi game ấy, họ ở những cái level nó cao hơn ấy. Thì từ từ mình hấp thụ được và mình có những cái nhận thức khác về cuộc sống và mình không còn bị giới hạn nữa. Thì quay lại cái câu trả lời ban đầu là vì sao mình cảm thấy là mình vượt qua được giới hạn, là bởi vì là hàng ngày mình nhìn và mình sống và những người xung quanh mình cũng như thế. Thì từ từ những bạn sinh viên khi các bạn vào và các bạn được hấp thu những cái cách sống, những cái cách tư duy đó thì dần dần các bạn cũng sẽ vượt qua được giới hạn của bản thân. Kiên thì sao? Em thì nghĩ em có 3 thứ để nói cho cái này. Thứ nhất là trước khi mà em nói về điểm chung ấy, thì em nghĩ là ở thời điểm này sẽ rất là khó để bọn em thực sự biết được là cái DNA của viện của em là gì. Em là sinh viên khóa đầu, nhìn chung thì bọn em luôn cởi mở, đấy là viện dành cho tất cả mọi người, không có ai là không đúng với, không phù hợp hết. Đương nhiên là nhà trường có những cái hệ giá trị riêng như là AACC hoặc là Excel, nhưng mà nhìn chung là VinUni chấp nhận cái sự đa dạng. Và ngay cả trong cái framework Excel chẳng hạn, Exceptional Capability, thì capability đấy là gì thì cũng rất nhiều bạn khác nhau. Nên là em nghĩ là nó sẽ còn sớm để mà gọi là đưa ra được một cái chân dung cụ thể. Nên là bạn nào mà định ứng tuyển vào CBM thì bạn đừng lo, chúng tôi chưa có một chân dung cụ thể nào. Các bạn cứ ứng tuyển, các bạn tự tin, và miễn là các bạn có một thứ mà các bạn đam mê và làm hết mình, cháy hết mình với nó, xuất sắc hết mình với nó thì sẽ có chỗ cho bạn ở VinUni. Còn đương nhiên là mặc dù nó không đóng như thế, nhưng em nghĩ là phần nhiều nhìn em với cô Giang đó nhá, thay vì nhìn nó là cả viện, thì em nghĩ là em sẽ nói đấy là cái tinh thần co-founding students, co-founding faculty. Cô Giang là kiểu founding director của một e-lab à? Em cũng hay được các thầy cô gọi là co-founding student, những người sinh viên đầu tiên found ra cái trường đại học này. Thì cái điều này em nhận ra rõ nhất khi mà em sang Úc á. Em thấy là các bạn đến lớp chả nói gì, xong rồi đi về. Đương nhiên là nó cũng còn nhiều cái yếu tố khác nhau giữa cái nền giáo dục nữa, nhưng mà em thấy là hình như là mình ý thức được nhiều hơn rằng là lớp học này tốt hay không là do mình, trường này tốt hay không là do mình, ra trường có việc làm hay không là do mình, cái bằng cấp này có giá trị hay không là do mình. Và vì như thế cho nên là em chưa bao giờ dựa dẫm vào việc tôi là VinUni thì tôi xứng đáng có cái này cái kia. Tôi không tới từ một trường đại học top, tôi tới từ một cái trường đại học mà tôi là sinh viên khóa đầu tiên. Và vì thế cho nên là mình có những cái sự chủ động của một người founder nào đó trong trường. Và em nghĩ là cái sự chủ động đấy nó cũng thì em thấy rất là connect với cô. Bữa nay em với cô nói chuyện khi đến đây thì cô nói là đúng là trường cũng có nhiều thứ mà nó là trường đại học khởi nghiệp, nó chưa ổn thì mình phải nhảy vào mình làm thôi. Mình phải là ai đó phải giải quyết vấn đề đấy. Ai đó phải nhúng tay vào. Vâng. Thì bọn em luôn nghĩ là ai đó đấy có thể là mình. Và cái tinh thần này nó có thể theo em xa hơn là VinUni nữa. Nó theo em về nhà, nó theo em về cuộc sống, các mối quan hệ cá nhân, bạn bè của em. Có vấn đề thì ai đó giải quyết nó có thể là mình. Thì đấy là cái điểm chung mà em nghĩ là của em với cô Giang. Còn CBM thì cũng có thể, em cũng mong là các bạn sẽ embrace cái tinh thần này. Còn em cũng đồng ý với cô về cái can do nữa. Tại vì ở VinUni lúc nào nó cũng là những thứ ngoài tầm với mình. Nhưng mà em vào đây vì những thứ như thế. Em vào đây vì như cô nói ban nãy đấy là nếu một bạn học giỏi hóa hay văn rồi có thể bạn ấy sẽ kiêu ngạo, bạn sẽ không muốn học nữa. Em nghĩ là em có phần nào kiêu ngạo, trả bài về lúc nào cũng phải expect là mình cao điểm nhất. Gần như là mình viết bài lúc nào mình cũng nghĩ là không đến cái tờ giấy thứ 3 thì thật là không phải mình. Thì xong rất rồi. Rất là chia sẻ với cái. Thì xong rồi là vào VinUni thì em như là kiểu con cá trong chai la vi. Thì bây giờ em nghĩ là nếu mà không can do thì em sẽ từ bỏ rất nhanh thôi. Em sẽ nghĩ là người ta học tiếng Anh từ năm lớp 1 rồi, người ta học SAT từ năm bao nhiêu đấy rồi. Nếu mà mình không nghĩ là mình cần phải cố gắng gấp 2, gấp 3 lần họ để đuổi kịp thì có lẽ là em đã từ bỏ rồi. Nên chắc là cái can do cũng là cái mà điểm chung của phần lớn sinh viên VinUni, đặc biệt là những bạn vào đây theo kiểu là cũng không phải ai đó từ đầu như em. Mình nói thêm một tí nha về cái môi trường ấy, tại vì ngay cả bản thân mình thì cũng đã gặp khá là nhiều người xuất sắc, và khi mà mình đưa nó vào giáo dục ấy thì mình cảm thấy là cái người xuất sắc họ toát ra một cái năng lượng nó gọi là charisma, tức là cái sự thu hút của giới tinh hoa hay là lãnh đạo ấy, thì họ luôn luôn họ nâng người khác lên. Họ không bao giờ đè người khác xuống. Tức là tại vì một khi mà mình đã giỏi đủ và mình cảm thấy là tự tin trong bản thân mình thì không có lý do gì mà mình lại phải đè người khác xuống để nâng mình lên cả. Mà mình sẽ luôn luôn là mình làm cho người khác cảm thấy đặc biệt, mình làm cho người khác cảm thấy lắng nghe. Thì đó là lý do mà có thể là khá nhiều bạn sinh viên khi mà các bạn bước vào và các bạn tiếp xúc với lại mọi người hay là giảng viên hay là những người mà đến thăm trường, các bạn thấy là ồ, thật ra là mình rất là được trân trọng, mình rất là đặc biệt. Là đó là cái tố chất của những cái người xuất sắc, vì họ chỉ cần vượt qua bản thân thôi, họ không cần phải đấu với ai hay là phải đè ai xuống cả. Thì em muốn mọi người cùng suy nghĩ về một cái điểm cuối cùng, đấy là hiện tại trong cái thời buổi hiện tại của mình, nền kinh tế hay là các cái yếu tố xã hội hiện tại thì có lẽ là cái sự thay đổi nó diễn ra liên tục và nó đòi hỏi người ta phải thích ứng rất là nhanh. Từ khi AI xuất hiện chẳng hạn thì rất nhiều người đã cảm thấy là không biết là công việc của mình nó còn tồn tại được đến bao giờ. Đấy, và đó luôn luôn là một cái vòng lặp lại như thế. Cuộc sống luôn luôn diễn ra và thay đổi, công nghệ và tất cả các yếu tố nó khiến cho mọi thứ thay đổi quá nhanh. Thế thì chị Giang cũng như là Kiên thì nghĩ thế nào về câu chuyện là thì cái thứ thực sự mà mình cần trang bị cho mình ở đây có phải là kiến thức, có phải là kỹ năng, hay là thứ gì khác, là sự gọi là thích nghi, khả năng tồn tại. Mình vẫn quay lại câu chuyện là làm thế nào mà mình có thể ở nước ngoài được lâu đến như thế mà một cách hợp pháp. thì thật ra tức là cái tư duy nó vẫn là cái quan trọng nhất. Tức là tư duy vượt qua giới hạn, và trong mọi tình huống thì mình đều nghĩ là ok, nếu như mà bây giờ mình xin việc chẳng hạn và mình bị từ chối, thì vì sao mình bị từ chối? Có phải là CV của mình chưa đủ mạnh, hay là vì mình không biết cách trả lời phỏng vấn, hoặc là có thể là còn những cái sâu hơn trong đấy, ví dụ như là mình phải có network này, mình phải có những cái politics, tức là nó giống như là chơi game vậy. Và mình phải chơi như thế nào, và mỗi cái hệ thống, ví dụ mình đã đi từ, ví dụ mình đã làm cho industry, mình làm cho private này, mình làm cho những cái khối mà tư nhân này, xong rồi mình làm cho phi chính phủ này, rồi mình lại làm học thuật này, rồi mình tư vấn cho cả chính phủ nữa. Tức là mình ở những cái khác nhau thì mỗi chỗ khác nhau nó lại là một cái game khác nhau, và mình phải hiểu cách gọi là chơi game như thế nào và hack cái game này như thế nào để mình lên được level, đúng không? Thì có nhiều cái thì nó không phải là hiển nhiên đâu. Thì có thể là mình sẽ đi qua những cái người mà đã đi trước, nhưng mà những cái đấy thì những cái gì người ta đi trước chưa chắc nó đã ứng dụng được với mình, và nó cũng có thể nó đã lạc hậu rồi, tại vì người ta có thể đã đi trước quá nhiều năm rồi, và những cái đúng với người ta chưa chắc là còn phù hợp. Thì mình vẫn phải luôn luôn là mình thích ứng, và mình phải luôn luôn quan sát và học hỏi xem thử là bây giờ cái game này nó đang như thế nào, mình chơi như thế nào đây. Và cái quan trọng nhất mà mình thấy là đưa mình đi được xa đó chính là thương hiệu cá nhân, là personal brand của mình, và nó không gắn với lại một cái nơi chốn nhất định nào cả, mà khi mà mình làm bất kỳ việc gì mình luôn luôn cố gắng làm tốt nhất có thể, và mình vượt được kỳ vọng của người khác. Thì đó là lý do mà khi mà mình cần tìm việc thì sẽ có rất là nhiều người muốn đến và muốn hợp tác và muốn mình về làm cùng. Thì tất cả những cái công việc mà mình có được trong đời là thường là thông qua cái việc là mình tạo ra giá trị và người khác biết đến cái giá trị đó. Thì đây là cái mấu chốt để mà trở thành công nhân toàn cầu. Rất là hay. Em nghĩ là em cũng gọi là đóng góp một chút ý kiến cho phần của cô, tại vì cái này nó cũng rất là liên hệ bản thân với em. Đấy là cái gì đúng với cả thế hệ trước có thể không đúng với thời điểm hiện tại. Em nghĩ là cái này cũng rất là bất ngờ thôi, tại vì em nghĩ là em được nuôi dạy theo kiểu là bố em nghĩ là những cái gì bố em dạy là đủ rồi, những gì mà em chỉ cần trở thành một người như bố em là được. Mong là bố sẽ đừng mắng con vì bóc phốt. Nhưng mà em thì em không bao giờ nghĩ thế cả. Từ lúc mà bé đến giờ em chưa bao giờ em nghĩ em sẽ như bố em là đủ. Tại vì trước đây thì có thể là thế hệ nó sẽ chỉ là thế hệ cha, thế hệ con. Có thể là nếu mà một nhà cha làm nông thì làm nông như nào ở mảnh vườn đấy, có thể là con cũng sẽ làm nông y xì như thế ở mảnh vườn đấy. Và những cái kinh nghiệm đời cha truyền lại nó có thể hoàn toàn phù hợp và đầy đủ để mà bạn ý có thể làm vườn vô cùng xuất sắc trong cái mảnh vườn của bạn ý. Nhưng mà thật buồn là bây giờ cái kinh nghiệm của bố em phần nào ít khi áp dụng được cho em. Đương nhiên là nó sẽ có những cái rất là tinh túy, có những cái nó là cái quy luật, những cái tri thức mang tính quy luật rồi thì em vẫn sẽ hiểu được. Nhưng mà những cái ví dụ kiểu là cấy như thế nào, làm vườn như thế nào, có thể là nó sẽ không còn ứng dụng được nữa. bố mẹ em vẫn rất là tự tin để dạy em trong 18 năm cho đến cái ngày mà em nói là em muốn học ở VinUni, và bố mẹ em nói là con học ngoại thương đi. Và em bây giờ ngồi đây rồi, thì em nghĩ là đến thời điểm đấy cũng là đến thời điểm bố mẹ em nhận ra là có thể mình đã, cái tri thức mình biết ấy, nó không còn ứng dụng được cho con nữa. Có thể những cái kinh nghiệm mà mình nói ấy, nó chưa chắc là tốt nhất cho nó, có thể để nó quyết định lại là tốt hơn. Bố mẹ em nhận ra cái đấy thì em cũng nhận ra cái đấy, và em nhận ra là mai sau mình là bố mẹ, mình cũng là thế hệ sau. Có cách nào để mình đưa ra được những lời khuyên cho con mình, nếu mình có, chẳng hạn, mà nó có giá trị, kiểu nó có thể mình không bị đẩy lùi về quá khứ như thế được hay không ấy. Thì em nghĩ là em cũng rất là không có cách nào mà tốt hơn cách mà VinUni đang làm, mà cũng cả câu trả lời của cô Giang, đấy là tư duy. Thì ở VinUni thì bọn em được học cách để đặt câu hỏi chứ không phải là câu trả lời. Như cô Giang là không có câu trả lời, cô Giang luôn nói là không có câu trả lời là đúng cả, it depends, bởi vì câu trả lời trong doanh nghiệp sẽ là it depends chứ không phải là yes or no, vì nếu không thì ai chẳng là tỷ phú hết rồi. Thì rõ ràng là ở VinUni bọn em được học không phải cách để đưa ra câu trả lời đúng nhất, câu trả lời duy nhất, mà là cách để hỏi. Bây giờ có chat GPT rồi, có phải là nếu mà ai viết được một cái prompt, một cái câu hỏi hay hơn thì họ sẽ có được câu trả lời tốt hơn không? 12 năm đi học em cứ nghĩ là giỏi hơn là khi biết là H2SO4 cộng cái này cộng cái kia thì ra cái gì. Nhưng mà không phải là cái tư duy bây giờ mình chỉ cần biết cách approach với bài toán đấy, biết cách giải quyết vấn đề, biết cách để break down vấn đề để ra, thì không phải là nó quan trọng hơn là mình biết cái kết quả của nó. Thì rõ ràng là kết quả đâu có sử dụng được nữa. Thì em nghĩ là cái kỹ năng, cái tư duy về việc đặt câu hỏi, nghi ngờ về mọi thứ và tư duy phản biện, cái đấy thì bọn em được dạy từ năm nhất, và em nghĩ là những bài học từ năm nhất đấy nó thực sự đáng giá với em tận bây giờ. Ví dụ như kiểu trong lớp tư tưởng Hồ Chí Minh của trường em thì em nghĩ là nó cũng rất là khác biệt với cả những lớp tư tưởng Hồ Chí Minh khác. Hóa ra trường cũng có lớp tư tưởng Hồ Chí Minh. Trường em phải có lớp tư tưởng Hồ Chí Minh. Bọn em đi quân sự. Và bọn em học đầy đủ chương trình đại cương của Bộ Giáo dục, vì dù gì VinUni là trường đại học Việt Nam, và bọn em sẽ phải gọi là follow những cái khung chương trình của Bộ Giáo dục, nhưng đồng thời cũng được validated bởi Cornell. Thế nên là bọn em cũng phải học vừa Bộ Giáo dục vừa Cornell, bọn em phải học rất nhiều kiểu chương trình. Nhưng mà suy cho cùng thì những cái gì mà Cornell mang đến nó là phương pháp chứ không phải là tri thức không. Giả sử như kiểu cách bọn em được đặt câu hỏi trong lớp, flip classroom hay là active learning. Giả sử như kiểu trong lớp tư tưởng Hồ Chí Minh thì bọn em đặt nhiều câu hỏi hơn là nghe những câu trả lời. Thì cái cách đấy làm cho em về nhà em đọc nhiều lịch sử hơn. Mà em cảm thấy là trong một kỳ học tư tưởng Hồ Chí Minh em học nhiều về lịch sử hơn trong 12 năm em đi học. Thì em nghĩ là cái đấy nó thực sự hiệu quả. Đấy là dạy cho học sinh biết cách đặt câu hỏi đúng, và dạy cho học sinh biết cách tìm câu trả lời ở đâu đó ngoài kia, hơn là đến và kiểu nghe câu trả lời trong 45 phút ngắn ngủi trên bục giảng. Thì cái đấy dần dần em nghĩ là nó cũng quan trọng. Mong là thế giới này không thay đổi nhanh đến mức mà kỹ năng đặt câu hỏi hay tư duy nó cũng trở nên lùi về quá khứ. Cái đấy thì em cũng chưa biết được, nhưng mà trong trường hợp nó có lùi về thì cũng đành chịu thôi, vì em nghĩ đấy là cũng là cái quy luật rồi. Các generation cũ thì cũng sẽ đến lúc không còn áp dụng được nữa. Thì em nghĩ là đến thời điểm này câu trả lời vẫn là đặt câu hỏi nhiều hơn, tư duy có bù cúp hơn, và luôn nghi ngờ, luôn hơi mất phương hướng nhưng mà không hoang mang. Ok, rất là tuyệt vời. Em rất là cảm ơn chị Giang cũng như là Kiên ngày hôm nay đã dành thời gian của mọi người buổi chiều hôm nay để chia sẻ với các khán thính giả của Người Trong Muôn Nghề. Và cũng hy vọng là với những ai mà còn đang gọi là, có thể là các bạn trẻ ở lứa của Kiên, những người mà đang hoang mang hoặc là đang không biết là phải đi tiếp cái giai đoạn cuộc đời mình như thế nào, mình có trở thành công dân toàn cầu hay không, mình có theo đuổi một sự nghiệp toàn cầu hay không, thì cũng sẽ tìm thấy những cái lời khuyên hữu ích và những cái mình tạm gọi là những trải nghiệm hữu ích đi của cô Giang cũng như là Kiên ở trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, để mà đúc rút được một cái gì đấy cho cá nhân. Với cá nhân em thì em nghĩ là cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay nó thực sự là có rất nhiều cái sự truyền cảm hứng đối với bản thân em, và bản thân em cũng là một người tạm gọi là khởi nghiệp đi, nhưng mà rõ ràng là mình cũng đã học được rất là nhiều thông qua những cái kiến thức về tư duy cũng như là những trải nghiệm, kể cả những trải nghiệm nó rất là personal, rất là cá nhân, như Kiên đặt bánh hay là đi dập áo chẳng hạn, nó đều rất thú vị. Và em cảm ơn mọi người. Và trước khi mình kết thúc thì em thấy là hôm nay Kiên có mang đến một cái phần quà, không biết là cái này có được tặng cho em không? Đây là phần quà từ trường. Cái này là từ Viện Quản trị Kinh doanh. Kiên có thể giới thiệu một tí không, bởi vì chị thấy như giống như lúc nãy em nói là nó có một cái keyword đúng không? Thì ý nghĩa. Đây ạ. Đây là, thực ra em nghĩ đây là cái phần thưởng mà tất cả các bạn VinUni bao gồm cả em đều mong muốn có được. Thì ở VinUni thì đặc biệt một cái là tiêu chuẩn đầu vào và tiêu chuẩn đầu ra nó là những tiêu chí mềm chứ nó không phải tiêu chí cứng. Tiêu chí mềm thì nó khác gì? Đấy là nhà trường có 4 tiêu chí đầu vào đi: AACC, Outstanding Ability, Aspiration, Creativity, Commitment, chứ nó không phải là IELTS bao nhiêu, GPA bao nhiêu. Thế nên là đánh giá một con người mang tính tổng thể. Và cái con người mang tính tổng thể đấy trong 4 năm thì nhà trường mong muốn là sẽ transform bạn ấy trở thành Excel. Và các bạn sẽ ra trường với hệ giá trị này. Đương nhiên là bọn em gần ra trường rồi và em chưa biết là nhà trường sẽ đong đếm bọn em theo giá trị này như nào. Nhưng mà bọn em có thể nhìn thấy được cái nỗ lực mà nhà trường push bọn em đến cái điểm này. Thì mỗi năm mà các bạn đạt được một cái award, cái giải thưởng, cái vinh danh ở trong trường thì sẽ được nhận một con gấu này theo cái giá trị đấy. Thì em may mắn được con gấu leadership cho năm ngoái. Con gấu xanh này đúng không? Và còn đây là một bộ. Chắc là chưa. Nhưng mà mình chỉ có 4 năm. Mình có 4 năm hay 5 năm? 4 năm. Nhưng có tận 5 con. Thì có thể 1 năm nhận nhiều con đúng không? Vâng. Có thể là okay. Vâng. Thế nên là rất là hiếm có người được nguyên một cái hộp như này. Chúc Spiderum Excel. Wow. Xin cảm ơn chị Giang và Kiên ngày hôm nay đã mang đến món quà này. Em cảm thấy may mắn vì không học VinUni nhưng đã có một dàn gấu Excel. Rất cảm ơn mọi người và em xin chúc cho cô giáo Giang cũng như là Kiên sẽ gọi là tiếp tục theo đuổi cái sứ mệnh, những cái niềm vui trong công việc và trong cuộc sống cá nhân của mọi người. Dạ. Cảm ơn ạ. Cảm ơn chị, cảm ơn anh chị. Cảm ơn Nga và Spiderum.